có kết quả nhanh hơn trong lúc đầu. À, có kết quả nhanh hơn lúc đầu. Bởi vì sao? À, một cái sai lầm lớn nhất của anh chị á, là khi anh chị tạo kênh mới á, anh chị không có làm theo đúng cái quy trình như Tuấn hướng dẫn anh chị sắp tới đây. À, do đó là cái tệp khách khán giả của anh chị á, khi anh chị đăng video lên á, nó sẽ không có được nhắm đúng đến cái tệp khán giả mà anh chị mong muốn. À, lý do vì sao thì hôm qua bạn Hà đã nói rồi. À, thứ nhất là anh chị đi follow những cái kênh đó, những kênh không phải là cái chủ đề mà mình đang hướng tới, đúng không? À, hoặc là chúng ta dừng lại xem quá nhiều những cái video mà thuộc những chủ đề mà nó không phải là chủ đề anh chị làm. Ví dụ vậy, ví dụ anh chị đang muốn làm về ẩm thực đi, đúng không? Anh chị đăng video về ẩm thực đi, nhưng tự nhiên anh chị lướt xem những cái video về hài, những cái video thời trang đó, thì TikTok nó lại hiểu rằng anh sao hiểu anh chị là quan tâm đến những chủ đề đấy, là đương nhiên lúc đó nó sẽ sai tệp của mình đó. Cho nên là cái phần sau đây là Tuấn hướng dẫn anh chị cách mà anh chị sẽ tạo một cái kênh mới đó, và nó sẽ chuẩn luôn cho các anh chị về cái tệp khán giả đó, và chuẩn luôn cho anh chị về những cái thiết lập cài đặt ha, để làm sao mà chúng ta gọi là đạt được những cái thông số chuẩn để mà TikTok nó hỗ trợ cho mình lên tốt nhất trong thời gian đầu. Ok ha. Rồi bây giờ trong phần này Tuấn sẽ cùng làm với các anh chị ha, Tuấn sẽ cùng làm với các anh chị trên cái màn hình này đó. Thì các anh chị lưu ý là Tuấn làm tới đâu thì các anh chị sẽ thao tác tới đó luôn ha, và chúng ta sẽ làm trực tiếp luôn chứ không có chờ. Ok, rồi bây giờ anh chị lấy điện thoại đi. Chúng ta sẽ làm trực tiếp trên cái máy điện thoại anh chị đang có. À, và anh chị đừng lo ha, anh chị cứ làm theo Tuấn đi. À, không lo là cái tài khoản anh chị bị mất đâu. Rồi anh chị đã thấy cái màn hình của Tuấn rồi đúng không ạ? Rồi bao nhiêu anh chị đã thấy cái màn hình điện thoại của Tuấn trên màn hình, có thể comment cho tôi dùng Tuấn được không ạ? Ok rồi, đảm bảo ha. Rồi bây giờ Tuấn sẽ thao tác tới đâu, anh chị sẽ làm tới đó. Được chưa? Rồi cái nào mà nếu mà nó cần giải thích thì Tuấn sẽ dừng lại riêng cho anh chị. Rồi ok, rồi chúng ta cùng làm nha. Rồi đầu tiên là anh chị sẽ vào trong cái app TikTok của Tuấn. À, chúng ta sẽ vào app TikTok của Tuấn. Rồi. Rồi, giả dụ đây là cái kênh của mình đúng không? À, có thể là kênh anh chị là một cái kênh không có video gì hết, hoặc là đã từng đăng video nhưng mà đó mình cứ đăng tùm lum tùm la cũng không sao ha, mình cứ cứ làm theo Tuấn. Anh chị sẽ vào phần hồ sơ giùm Tuấn nha. Đó, anh chị sẽ vào phần hồ sơ ngay góc dưới bên phải giùm Tuấn ha. Đây phần hồ sơ đây nè. Đó. Rồi bây giờ anh chị sẽ nhìn phía trên nè. Góc ở trên cùng nè. Nó có một cái nút mà có ba cái dấu gặp ở bên góc phải màn hình phía trên á. Anh chị nhìn cái con trỏ Tuấn ha. Đó. Rồi anh chị nhấp vào đó. Rồi anh chị sẽ vào trong cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Rồi anh chị nhìn xuống dưới nè, anh chị thấy là cái chỗ cài đặt và quyền riêng tư á. Rồi chúng ta sẽ vào đó. Rồi anh chị sẽ lướt xuống ha. Lướt xuống, lướt xuống. Lướt xuống, lướt xuống. Rồi anh chị sẽ thấy là ở giữa nè, nó sẽ có một cái nút nó gọi là giải phóng dung lượng. Trong cái phần bộ nhớ đệm đó các anh chị ha, nó sẽ có một phần gọi là giải phóng dung lượng. Rồi. Ok, rồi chị nhấp vào đó đi. Rồi, nhấp vào đó. Rồi chị thấy là đây nó sẽ có bộ nhớ đệm nè. Mỗi người sẽ có một cái bộ nhớ đệm khác nhau. Đó. Rồi anh chị bấm nút xóa giùm Tuấn. Rồi chúng ta sẽ xóa bộ nhớ đệm. Anh chị làm đi rồi Tuấn sẽ giải thích sau. À. Rồi xóa đi, không ảnh hưởng gì đâu anh chị. Rồi chị xóa đi. Rồi. Rồi xóa ha. Rồi nó thành không rồi đó. Rồi vậy bộ nhớ đệm này nó có nghĩa là gì anh chị? Bộ nhớ đệm này có nghĩa là nó là một cái giống như một cái hộp đen cho máy bay á, nó sẽ lưu lại cho anh chị hết tất cả những cái hoạt động mà liên quan đến cái kênh hiện tại của anh chị á. À, lỡ anh chị có vi phạm gì hay anh chị có những cái hành vi nào mà nó có thể ảnh hưởng đến cái kênh sau á, thì bây giờ mình sẽ giống như là phi tang, như là như vật chứng gì đó, phi tang để mình qua một kênh khác, nó sẽ mới hơn, nó sẽ tươi mới hơn. Ok ha. Rồi anh chị xóa đi. Rồi anh chị xóa xong rồi ha, chúng ta sẽ quay lại. Rồi anh chị nhìn phía trên nè, nó có phần này quay lại á, nút quay lại là anh chị bấm quay lại giùm Tuấn. Rồi, xem không có đó ha, một rupee có chứ ha, ai cũng có hết. Rồi tiếp theo mình sẽ kéo xuống hết luôn. Kéo xuống hết luôn. Rồi anh chị sẽ thấy cái phần là đăng xuất. Ha, nó sẽ có phần là đăng xuất, được chưa? Rồi cái bấm đăng xuất ở đây, chúng ta sẽ đăng xuất khỏi cái tài khoản hiện tại. À, đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại nha. Bấm cho đăng xuất giùm Tuấn luôn. Ok. Rồi. Bây giờ đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ thấy đó, giao diện mà không có tài khoản nữa hết.
Được chưa? Rồi bây giờ anh chị thoát ra đi. À, rồi. Đúng rồi, máy nào chưa có tài khoản thì đúng là không có bộ nhớ điện. Rồi, bây giờ thoát ra đi ạ. Anh chị thoát ra ngoài luôn nha. Tức là mình sẽ không có trong cái tài khoản cái app TikTok nữa. Anh chị thoát ra ngoài luôn. Rồi, sau khi thoát ra ngoài điện thoại rồi, anh chị sẽ xóa cái app TikTok hiện tại điện tử. À, anh chị xóa cái app TikTok hiện tại điện tử. Bằng cách như sau, anh chị sẽ để ngón tay của mình giữ khoảng 1 giây trên cái biểu tượng của TikTok á. Rồi, nó sẽ hiện ra là cái phần là gỡ cài đặt ha. Rồi anh chị sẽ gỡ cái ứng dụng này ra, sau đó chúng ta sẽ cài lại. Được chưa? Rồi anh chị gỡ đi. Rồi anh chị gỡ cái ứng dụng TikTok này ra khỏi máy. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong cái App Store hoặc là cái cửa hàng Play á, chúng ta sẽ tìm lại cái app TikTok này để chúng ta cài lại. Rồi nó sẽ có hai cái tác dụng như sau. Nha, cái việc cài lại nó sẽ có hai tác dụng sau. Một á, khi anh chị cài lại là anh chị sẽ nhận được một cái phiên bản mới nhất trên TikTok. Anh chị cài đi. Anh chị cài đi, app TikTok lại đi. Rồi. Rồi anh chị bấm cài đặt ha. Rồi. Cái thứ hai nó là sẽ giúp cho anh chị sao ạ? Mình sẽ có một app tư mới hơn khi mà chúng ta tạo kênh mới. Thì cái này nó áp dụng cho khi mà anh chị thoát ra khỏi tài khoản cũ như là tạo tài khoản mới. Rồi ok anh chị bấm cài đặt đi ạ. Rồi ok. Rồi chúng ta có khoảng 45 giây ha để mình cài đặt cái ứng dụng này. Rồi anh chị nào có câu hỏi gì anh chị gõ comment giùm Tuấn nha để Tuấn trả lời cho anh chị. Rồi nãy giờ anh chị thấy cái tốc độ này đi có bị nhanh hay không? Hay là chậm hay là vừa ha, anh chị comment giùm Tuấn đi để Tuấn điều chỉnh lại cái nhịp độ. Anh chị nào thấy nhanh thì gõ nhanh, anh chị thấy vừa thì gõ vừa, anh chị nào thấy chậm thì gõ chậm để Tuấn điều chỉnh lại cái tốc độ này. Đa số là vừa ha. Ok. Có ai không kịp không? Chậm xíu nha. Có ai không kịp không ạ? Ok. Nếu mà anh chị nào mà không kịp á, thì không sao. Chúng ta cứ theo dõi đi để mình hiểu. Để mình hiểu rồi ngày mai mình sẽ xem lại video chúng ta làm lại. Không sao hết. Ơi. Vừa xóa xây kênh vẫn tài khoản cũ không à? Ồ, chưa đến cái phần sau mà. Rồi các anh chị bấm cài đặt ra đi ha. Rồi anh chị nào xong rồi thì anh chị gọi cho xong Tuấn. Anh chị nào cài đặt xong rồi thì gọi cho xong giùm Tuấn nha. Bạn Khang cài lâu quá. Rồi anh chị nào mà cài xong rồi thì ở đó chờ nha, đừng có đi xa nha, đừng có đi quá nha, đừng có đi nhanh hơn Tuấn nha các anh chị. Rồi. Như vậy mất hết follow thì sao thầy? Làm gì có chuyện đó, chúng ta đăng xuất khỏi tài khoản cũ, sau này chúng ta đăng xuất lại để đăng nhập lại thôi mà làm sao mất follow được. Rồi tôi sẽ cho thêm 15 giây ha. Ok, rồi anh chị nào vào sau. Nếu mà nghe không kịp thì không sao ha. Chúng ta xem để chúng ta hiểu rồi ngày mai chúng ta sẽ làm lại. Mai chúng ta xem video chúng ta làm lại, không sao hết. Ok, rồi bây giờ anh chị mở cái app TikTok ra đi. Rồi anh chị vào app TikTok đi. Anh chị mở ra ha. Rồi khi anh chị mở ra rồi nó sẽ ra một cái giao diện. Rồi, nó sẽ hỏi anh chị về những sở thích của mình. Đúng không ạ? Rồi đây ha. Nó sẽ hỏi những sở thích của mình. Thì đây là anh chị có thể chọn nhiều sở thích khác nhau, đúng không? Thì anh chị lưu ý nè, anh chị có thể chọn nhiều cái. Nhưng mà cái nào á, mà anh chị hoàn toàn không quan tâm luôn, thì đừng có chọn. Để cho nó không có, nó sẽ không có gửi video mà anh chị không thích về. Ví dụ như ở đây Tuấn sẽ chọn rất là nhiều cái sở thích nha. Ví dụ như có những cái phần mà Tuấn không có quan tâm luôn, ví dụ như là thú cưng hay là đó, hay là truyện tranh hay là slam gì đó, thì những cái đó Tuấn không quan tâm, Tuấn không có để vào. Được chưa? Rồi đó. Rồi sau khi chúng ta chọn nhiều cái rồi đúng không, thì các anh chị sẽ bấm tiếp. Tuấn, bạn Thảo hả, đăng xuất rồi thì bây giờ là bạn sẽ xóa app TikTok cũ rồi cài lại app TikTok mới. Rồi vào như Tuấn nè. Rồi bây giờ anh chị thấy nè, đây là cái giao diện mà người ta chưa có cái tài khoản gì hết đó, chúng ta chỉ xem thôi. Thì bây giờ để bắt đầu thiết lập những cái thông số cơ bản thì anh chị sẽ vào phần hồ sơ nè. Hồ sơ bên góc phải màn hình phía dưới. Rồi anh chị sẽ bấm phần đăng ký. Bấm phần đăng ký. Ok. Rồi. Rồi nhìn thấy là đây nó sẽ có ba cái kiểu khác nhau đúng không, ba kiểu đăng ký khác nhau, rồi sử dụng số điện thoại, email hoặc là Facebook hoặc là Google. Anh chị nào không giống màn hình của Tuấn thì anh chị cứ làm đi ha, nó cũng na ná nhau thôi. Rồi
Như thế là sẽ có ba cái tùy chọn đúng không? Thì mình sẽ đừng có chọn Facebook nha, bởi vì Facebook nó lâu lâu nó cũng hay bị tài khoản trục trặc lắm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kênh của mình. Anh chị sẽ dùng email, do đó chúng ta sẽ chọn cái phần đầu tiên giùm Tuấn. Anh chị sẽ chọn cái phần đầu tiên giùm Tuấn, đó là chúng ta sẽ sử dụng số điện thoại hoặc email. Rồi bây giờ anh chị sẽ qua cái phần gọi là email, qua phần gọi là email. Rồi anh chị gõ cái email của mình vào đi ạ. Anh chị gọi email của mình vào đi ạ. Rồi rồi bây giờ anh chị có cái email nào mà chúng ta chưa từng tạo app TikTok bao giờ á, thì anh chị sẽ gõ email vào. Rồi rồi anh chị gọi email vào đi. Rồi Tuấn đang đi rất là chậm để cho cả nhà mình đều có thể làm theo nha. Rồi anh chị nào vào sau thì mình cứ theo dõi ha, ngày mai mình sẽ làm lại. Rồi sau đó chúng ta bấm tiếp. Lỡ chọn ra nhập Google cũng không sao thì cứ làm tiếp đi ha, không sao hết. Rồi bấm tiếp đi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo mật khẩu nha. Từng này nó rất là dễ mà nhiều anh chị bị vướng phần này nè. Anh chị sẽ tạo như là 8 ký tự giùm Tuấn. 8 ký tự, và trong đó là nó sẽ có một cái con số, nó có một cái ký tự đặc biệt, ví dụ như là dấu hỏi, dấu thăng, dấu chấm than, ví dụ vậy. Ok. Rồi. Rồi anh chị làm đi ha, tạo mật khẩu đi. Đừng có tạo khó quá nha. Khó quá lại không nhớ. Rồi tạo xong nhớ ghi ra nha. Rồi, sau đó bấm tiếp một tuần. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn cái ngày sinh. Nhớ chọn đúng nha các chị. Bạn Thu Vân, em mới lập kênh xong chưa có video nào, có cần làm lại như thầy không? Mới lập kênh xong mà mới lập từ khu nào bạn Thu Vân? Nếu mà lập nhiều ngày thì thôi làm lại đi ha. Rồi anh chị nhớ chọn đúng cái ngày sinh của mình nha, để sau này mình có mất cái tài khoản thì mình sẽ có nơi để mình kiếm lại ha. Thôi làm lại ha bạn Thu Vân. Rồi ok, rồi đến phần này bắt đầu phần quan trọng này các anh chị. Rồi để đến đến phần là tạo biệt danh. Biệt danh có nghĩa là tên kênh đó các anh chị. Tức là tên kênh của anh chị thì sẽ đặt như thế nào. Đó. Thì tên kênh nó sẽ có hai cách đặt nha anh chị, ba cách đặt chứ. Rồi anh chị có chọn nào được, một là cái cách đơn giản nhất, đó là anh chị sẽ đặt theo tên mình luôn. Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B gì đó, đặt tên mình luôn. Để làm nhãn hiệu. Rồi nếu anh chị đã có một cái tên nào đó trên những cái kênh khác mà anh chị muốn đồng bộ thì anh chị cứ đặt tên không sao hết. Bởi vì người ta xem nội dung hay thì tên gì người ta cũng xem hết. Không không có quan trọng lắm. Rồi cách đặt thứ hai đó là anh chị đặt tên kênh theo chủ đề. Ví dụ đọc sách nhanh nè, đọc chủ đề nè. Gì đó giảm cân phương pháp keto hoặc là gì đó, đó tức là cái những cái mà nó gọi thu về chủ đề á, thì anh chị cứ đặt ha. Đó. Rồi cách thứ ba đó là chị đặt tên theo cái bí danh, ví dụ cô ba ít, vua máy cày, anh bụng mỡ, đó anh gì đó, anh năm đọc sách, như vậy đó thì mình sẽ đặt thêm tên theo cái bí danh của mình mà mình muốn đó. Và cái bí danh đó đôi khi sau này nó sẽ theo mình đến đến thời gian rất là xa ha, nếu mà anh chị làm kênh thành công. Được chưa? Thì nếu mà có một cái bí danh độc đáo thì nó cũng là một cái gì đó nó hay hay. Giống như cô ba edit gì đó, rất là nhiều người lên livestream cô ba hỏi là cô ba ơi, cô ba tên thật là tên gì? Đó, người ta chỉ hỏi là cô ba thôi. Đó. Ok anh chị ha, rồi anh chị tạo bí danh cho mình đi. Bí danh này là 7 ngày mới đổi lại được nha, anh trên anh chị suy nghĩ kỹ ha. Sau ngày đổi bí danh được không? Được luôn. Rồi anh chị cứ đặt đi ha, không sao đâu. Cùng lắm là một tuần sau mình đổi lại thôi. Rồi cái tên kênh thì có thể trùng với người khác không sao nha anh chị. Rồi ok, tiếp tục cho phép. Rồi ha, bây giờ chúng ta đã hoàn tất xong cái phần cơ bản nhất, đó là chúng ta tạo ra một cái kênh. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần hồ sơ để chúng ta thiết lập những thông số cơ bản. Rồi anh chị vào trong phần hồ sơ ở góc phải bên dưới màn hình Tuấn.
Ai có phạm dưới hình nó có phần hồ sơ đó. Ok. Rồi bây giờ anh chị sẽ vào trong cái phần gọi là thiết lập hồ sơ. Cái nút thiết lập hồ sơ ở bên bên trái á. Rồi anh chị vào đó chúng ta sẽ thiết lập những cái thông số cơ bản cho cái kênh mình trước. Rồi ở đây anh chị thấy nè. Tên kênh của mình đã có rồi đúng không? Là Mê Xe Sài Gòn này. Từ từ anh chị nha. Rồi ở dưới là nó có một cái phần gọi là TikTok ID. Rồi nhìn thấy không? Cái phần TikTok ID ngay bên dưới á. Thì TikTok ID nó giống như là cái địa chỉ kênh của anh chị á. Mà đã là địa chỉ rồi thì nó chỉ có một thôi, nó không có trùng với ai hết. Cho nên đây nó sẽ là một cái cụm từ khóa. Anh chị thấy bên dưới không? Nó sẽ có một đường link. Thì khi mà anh chị đặt cái ID kênh như thế nào thì ở dưới cái đường link nó sẽ giống như vậy. Đó. Và để nhất quán thì Tuấn sẽ khuyên anh chị á, là cái tên kênh và cái TikTok ID nó nên giống nhau. Ví dụ trên là Mê Xe SG đúng không? Ở dưới tên cũng tên là Mê Xe SG luôn, để chi sau này người ta kiếm gì cho nó dễ. Đó, và nó sẽ nhất quán luôn trong tất cả các kênh của mình. Được chưa? Rồi bây giờ mình vào đây để mình đổi lại cái ID nha. Cái ID kênh này anh chị chỉ có thể để lại trong 30 ngày. Đó, bây giờ mình sẽ đổi đi. Và cái tên này nó sẽ theo anh chị đến 30 ngày sau. Đó. Cái này là một cụm từ khóa cho nên là nó sẽ không có dấu và không có dấu cách. Được chưa anh chị? Đó, nếu mà nó không có trùng ai hết thì nó sẽ cho mình dấu tích màu xanh. Còn nếu mà trùng thì dấu ít màu đỏ. Rồi anh chị làm đi ạ. Rồi sẽ nó lưu lại. Thầy em tạo kênh 27 tháng 6 có cần tạo lại không? Tạo lại nha bạn. 27 tháng 6 là cũng rất là lâu rồi. Chắc chắn là sẽ có những cái nó không có đúng nữa ha. Tạo lại kênh mới luôn nha. Rồi, anh chị muốn lưu lại. Rồi. Nó sẽ báo là bạn chỉ thay đổi ID trong 30 ngày. Được chưa? Để phòng là anh chị cứ đổi đi đổi lại hoài nó không hay. Rồi sau đó chúng ta sẽ lưu hồ sơ lại. Rồi nhìn thấy bên dưới này nó có một phần là tiểu sử. Nó có phần là tiểu sử. Rồi tiểu sử này có nghĩa là anh chị sẽ mô tả kênh của mình. Được chưa? Trong phần tiểu sử này tuyệt đối nha. Anh chị sẽ không để thông tin cá nhân mình, ví dụ như Zalo, số điện thoại, website hoặc là học một có đường link. Trong giai đoạn đầu tuyệt đối chị không để những đó nha. Biết tại sao mà? Khi mà anh chị chưa có follow nào hết, anh chị chưa có video hết, mình chị để lên đó, là anh chị sẽ rất là dễ bị bóp tương tác, bị bóp phân phối. Chỉ khi nào kênh chị có khoảng 1.000 follow rồi, thì anh chị hãy nên để số điện thoại, mà trước cái số điện thoại anh chị sẽ để chữ forward, tức là dành cho công việc á, anh chị để cho đó thì không sao ha. Còn nếu mà chúng ta mới làm kênh mà chúng ta để ngay đường link này, số điện thoại này, số Zalo này hoặc là Gmail thì cái kênh mình nó sẽ rất là dễ bị bóp tương tác ha. Bây giờ cái này thì tốt nhất là anh chị chỉ cần để một cái câu nào đó để mô tả kênh mình thôi là đủ rồi. Rồi giai đoạn đầu chúng ta làm video thì chúng ta nên gọi là ngoan hiền tí ha, tức là kiểu như là kêu sao làm vậy. Thì từ khi mà bắt đầu chúng ta quen rồi đúng không, chúng ta có kết quả rồi, lúc đó mình mọc nanh rồi, lúc đó mình tha hồ mình làm theo những điều mình muốn. Ok. Rồi tiếp theo anh chị sẽ thấy là trong cái phần hồ sơ nó sẽ có cái chỗ mà chúng ta sẽ thay đổi ảnh ảnh bìa đúng không? Rồi anh chị vào đây anh chị thay đổi ảnh bìa giùm tôi. Này gọi là ảnh đại diện á. Em làm sao mà có bị về màn hình chính không vậy thầy? Thì chắc là mình coi lại cái mạng như mình ha. Hoặc là bạn reset lại máy coi sao. Bạn reset lại cái điện thoại mình coi sao. Không có đăng video trùng nha bạn Hữu Lý. Một video chỉ đăng được trên một kênh thôi. Rồi chúng ta sẽ thao tác thay đổi ảnh bìa, thay đổi ảnh đại diện giùm rồi. Ok, bây giờ chúng ta đã tương đối hoàn thiện cơ bản cho cái kênh mình rồi. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta thiết lập những cái thông số cao hơn. Rồi bây giờ anh chị sẽ vào trong cái dấu gạch ba chấm ở phía bên trên hình Tuấn, dấu gạch ba chấm ở trên cùng á. Rồi sau đó anh chị sẽ vào công cụ dành cho tác giả, không cài đặt vào quyền điện tử chứ, cài đặt vào quyền điện tử dưới nè. Rồi bây giờ anh chị thấy là nó sẽ có một cái nút là nút tài khoản, nút tài khoản. Rồi anh chị vào đó đi. Rồi sau đó anh chị sẽ vào trong phần thông tin tài khoản trên cùng luôn á, nãy giờ trên cùng hết. Rồi vào đây chúng ta sẽ xác xác nhận mật khẩu ha, chúng ta xác nhận email. Được chưa? Xác minh email. Rồi anh chị thấy là cái phần email mà nó có dấu chấm than đỏ, có nghĩa là chưa, chúng ta chưa xác minh email.
Xác minh email giống như là anh chị kinh doanh, anh chị phải nộp cái hộ khẩu của mình hoặc là cái căn cước mình cho chính quyền đúng không, để họ lưu lại. Để đang vậy anh chị phải xác minh email là chính chủ, thì khi đó là cái tài khoản mình nó mới được xem là một cái tài khoản gọi là được chứng danh để mà chúng ta bắt đầu làm TikTok ha. Rồi anh chị nhấp vào đây đi, đơn giản lắm. Rồi anh chị sẽ bấm vào nút gửi mã ha, bấm xác minh email, rồi sau đó là bấm gửi mã. Rồi anh chị thấy là sau khi bấm gửi mã ha thì nó sẽ gửi về cho cái tài khoản email của mình. Đó, 6 cái con số giống như là số mật mã đó, OTP á, thì anh chị sẽ nhập cái số tài khoản đó, cái mật mã nó về trên cái đó, về chỗ này. À, bây giờ anh chị sẽ vào trong cái anh chị vào cho Hotmail của mình đi ạ. À, anh chị thấy là Tuấn đang vào Hotmail của Tuấn nè. Đó. Rồi đó. Rồi anh chị thấy Hotmail của Tuấn là đây ha, đây nó có ha, Hotmail Tuấn này nó có 6 số nè. Bây giờ Tuấn sẽ đánh gõ 6 số này vào trong cái đó, cái ô này giống như là tài khoản ngân hàng á đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ thấy là tài khoản mình đã được xác minh được chưa. Rồi số điện thoại thì anh chị khoan khoan bỏ vô nha, khi mà chưa kênh chúng ta bắt đầu lớn lớn tí á, khoảng vài ngàn follow á, anh chị hãy nhập số điện thoại vào để chúng ta bảo mật hai lớp thì nó sẽ tốt hơn, còn giờ chưa cần đâu. Rồi bây giờ anh chị quay lại đi. À, anh chị thấy là nó sẽ có một cái chỗ gọi là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. À, anh chị thấy không? Nó có chỗ là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. Rồi thì trong TikTok nó sẽ có hai cái loại tài khoản ha, để anh chị có thể chọn. Một là tài khoản cá nhân. À, hai là tài khoản doanh nghiệp. Tài khoản cá nhân là tài khoản mà anh chị nãy giờ làm á, là mặc định là tài khoản cá nhân. Nếu mà anh chị không không bấm bấm nút này á, thì là tài khoản cá nhân. À, rồi tài khoản cá nhân với doanh nghiệp khác nhau như thế nào? Tài khoản cá nhân là tài khoản mà anh chị có thể tự do, anh chị đăng video, anh chị có thể dùng bất cứ nhạc nào mà không bị đánh bản quyền, được chưa? Đó, dùng nhạc xu hướng gì đó cũng không đánh bản quyền. Thì cái tài khoản cá nhân nó sẽ rất phù hợp cho những anh chị nào mà làm những cái nội dung liên quan đến giải trí nè, nghệ thuật, âm nhạc. Đó, thì mình sẽ dùng rất nhiều những cái âm thanh mới, xu hướng đúng không? Đó, thì anh chị hãy dùng tài khoản cá nhân. Còn anh chị nào á mà đã xác định rằng sau này video của mình sẽ là có chuyển đổi qua thành bán hàng đó, ra đơn, thì anh chị hãy chuyển sang tài khoản chuyên nghiệp từ đầu luôn, được chưa? Đó, thì cái tài khoản chuyên nghiệp cá nhân nó không ảnh hưởng gì đến cái lượt view hết, nó chỉ khác nhau ở chỗ là tài khoản cá nhân là anh chị sẽ được sử dụng những cái bài nhạc mà không bị đánh bản quyền đó, tạc ra luôn, nhưng nó sẽ thiếu như một số những cái tính năng bán hàng đó. Còn tài khoản doanh nghiệp thì ngược lại ha, tài khoản doanh nghiệp thì anh chị sẽ bị hạn chế một số những cái bài nhạc xu hướng hoặc là bài nhạc ở nước ngoài đó, mình không có dùng được, mình chỉ dùng được những bài nhạc nó cho phép thôi. Nhưng ngược lại là anh chị sẽ được hỗ trợ tối đa tất cả những tính năng liên quan đến bán hàng đó. Ok, rồi bây giờ mặc định là chúng ta chuyển sang tài khoản doanh nghiệp hết ha, bởi tôi biết là anh chị trong đây chắc là mình làm kênh thì mình cũng sẽ mong muốn là mình sẽ được bán hàng chứ đúng không, mình bán một cái gì đó. Thì bây giờ anh chị bấm chuyển sang tài khoản doanh nghiệp Tuấn đi. Rồi, sau này mình chuyển lại cũng được, không sao hết. Rồi trong tài khoản doanh nghiệp này nhấp vào thì nó sẽ cho mình chọn một cái danh mục. Anh chị thấy nè, nó sẽ cho mình chọn một cái danh mục bất kỳ, và anh chị chỉ được chọn một thôi, được chưa ạ? Anh chị chỉ được chọn một thôi. Rồi trong danh mục này anh chị sẽ chọn những cái ngành hàng nào mà gần với chủ đề anh chị làm nhất, được chưa? Và chúng ta chỉ được chọn một thôi, và đương nhiên khi chúng ta chọn rồi thì chúng ta phải làm video đúng theo cái nội dung này nha, chứ không phải là chọn cái quần áo phụ kiện xong rồi cái đi làm ẩm thực nha các chị. Được chưa? Rồi bây giờ anh chị chọn một cái, nếu mà anh chị nào mà cảm thấy là trong đây có những cái ngành nghề mà anh chị không biết chọn cái nào thì anh chị comment để Tuấn trả lời cho ha, để Tuấn cố vấn cho anh chị, comment đi. Đang từ cá nhân mà muốn chuyển sang doanh nghiệp thì sao, thì bấm nút chuyển sang doanh nghiệp thôi, không sao hết, nhanh, rất là dễ. Rồi anh chị nào có muốn hỏi về cái phần này có thể comment Tuấn hỏi nè. Kinh doanh trà thảo mộc thì chọn sức khỏe sống khỏe, bán mỹ phẩm thì chọn làm đẹp. À, nếu không biết chọn vì chi kinh doanh thì chọn giáo dục đào tạo nha bạn Quỳnh Anh. Nếu mà chưa biết chọn gì hết thì chọn trong mục giáo dục đào tạo ha. Rồi bán yến xào thì chọn sức khỏe sống khỏe nha. Sữa bột và tả thì chọn mẹ bé đó. Bất động sản thì chọn cái phần nhà cửa. Tổ yến thì chọn sức khỏe sống khỏe ha. Tinh bột nghệ cũng sức khỏe sống khỏe luôn.
tạo tạo thẩm viện thì chọn làm đẹp. Bán mỹ phẩm quần áo hả? Bán mỹ phẩm quần áo luôn hả? Thì bán thì chọn cái chắc làm đẹp đi. Ha. Về sách đồ chơi cho bé thì chọn chọn phần gì đó mẹ bé. Visa đi nước ngoài hả? Visa nước ngoài thì bạn chọn cái phần truyền thông giải trí đi ha. Phun xăm thẩm mỹ thì chọn làm đẹp. Spa massage là làm đẹp ha. Vòng tràm hồ đồ phong thủy thì chọn nhà cửa nội thất. Rồi áo thun đương nhiên là chọn phụ kiện quần áo rồi. Bán cả hai mỹ phẩm thì chọn cái thôi. Bán cả hai quần áo mỹ phẩm thì chọn một cái thôi. Nên chọn làm đẹp đi. Rồi bán nước giặt thì chọn nhà cửa nội thất. Rồi review đồ. Review đồ gì ha? Đó. Rồi bán đồ ăn thì ơi. Bán đồ ăn hả? Bán đồ ăn thì chọn cái ăn uống á. Thực phẩm đồ uống á. Sản phẩm cho mẹ bé nhưng chị thấy trẻ em chứ không có mẹ bé. Nhưng chị thấy trẻ em. Chỉ phần bạn chọn phần giáo dục đào tạo nha. Rồi sản phẩm tăng chiều cao hả? Thì chọn sức khỏe sống khỏe. À, xăm nghệ thuật hả? Xăm nghệ thuật thì chọn cái phần hình như nó có phần nghệ nhân hả? Nó có một phần để tính coi thử. À, đây nó có phần nghệ thuật thủ công á. À, chó mèo và phụ kiện chó mèo hả? Khó gì? Hình như nó có phần thú cưng không? Coi thử có phần thú cưng không nha. Rồi ok. Rồi nếu mà trong đây anh chị cảm thấy rằng cái ngành nghề mình nó không có trong đây luôn, không hoàn toàn không có luôn, thì anh chị sẽ có hai lựa chọn. Một là anh chị sẽ chọn một cái mục là giáo dục đào tạo, bởi vì giáo dục đào tạo là nó được định nghĩa là những cái video là liên quan đến phần hướng dẫn chia sẻ như một cái kiến thức gì đó, chứ không phải là anh chị phải làm dạy tiếng Anh hay dạy toán thì mới gọi là giáo dục đào tạo nha. Rồi cái thứ hai là anh chị có thể chọn phần khác cũng được ha, cũng được không sao hết. Em chọn sai muốn đổi ha thì chọn lại thôi. Rồi bây giờ chọn một cái đi ha, anh chị chọn một cái đi. Rồi anh chị chọn một cái đi, rồi sau đó chúng ta bấm nút tiếp. Rồi anh chị chọn một cái nha. Rồi bây giờ nó kêu gì anh chị làm đó ha, nó kêu thêm thêm email thì gì thêm email mình Tuấn. Ok, rồi bây giờ anh chị đã hoàn thành xong. Rồi anh chị đã hoàn thành xong. Được chưa ạ? Rồi bao nhiêu anh chị đã hoàn thành xong phần này rồi, có thể comment nhìn Tuấn số 1 được không ạ? Có thể comment số 1 Tuấn được không ạ? Ok rồi, hay quá. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong ha, chúng ta hoàn xong cái phần đầu rồi, nhưng mà cái phần này chưa đủ đâu các anh chị, cái phần này chưa đủ đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ biết rằng ha, sau khi mình thiết lập xong rồi thì cái kênh này của mình nó chỉ là một cái kênh gọi là có một phần cứng thôi, có điểm như một cái máy tính gì mới mua về mà chưa có một cái gì bên trong hết. Đó, nếu như một tờ giấy trắng vậy đó. Thì bây giờ sao anh chị? Bây giờ tiếp theo ha là phần nó rất là dễ nhưng mà nó rất là quan trọng, đó là anh chị sẽ nuôi kênh ha, nuôi kênh, tức là nuôi kênh có nghĩa là mình sẽ cho TikTok nó hiểu rằng cái kênh này của mình á, mình đang muốn gán vào một cái nhóm chủ đề cụ thể nào đó, để khi các anh chị đăng video lên nó sẽ phân phối vào một tệp khán giả tương tự, được chưa? Rồi thì hôm qua cô Thoa có nói với anh chị một cái sai lầm, đó là anh chị khi mà tạo kênh xong á, anh chị lướt xem lung tung và anh chị thích cái kênh nào anh chị follow kênh đó, thì cái đó là nó sẽ không có đúng khi mà anh chị xây một kênh mới nha anh chị. Khi mà chị xem một kênh mới á, thì TikTok nó sẽ muốn hiểu kênh anh chị là thuộc về nhóm chủ đề nào, thông qua việc là gì? Một là anh chị follow kênh nào, và hai là cái những cái video anh chị xem, anh chị quan tâm đến những cái dạng video nào đó, thì nó sẽ phân phối vào cái tệp khán giả tương tự. Do đó là cái điều đầu tiên khi anh chị thiết lập một kênh mới á, là anh chị hãy đi follow dùm Tuấn ít nhất là 8 cái kênh theo cái thứ tự ưu tiên như sau. Anh chị ghi lại anh Tuấn. Chúng ta sẽ ưu tiên là đầu tiên là chúng ta sẽ follow những kênh mà cùng chủ đề với mình. Được chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ follow những kênh cùng chủ đề với mình. Đó. Rồi, thứ tự ưu tiên thứ hai đó là các anh chị sẽ đi follow những cái kênh mà cùng ngành nghề với mình. Được chưa? Rồi, và cái thứ ba là follow những kênh cùng tệp khán giả với mình. Đó. Rồi, ví dụ anh chị làm nail đúng không, tức là chúng ta muốn làm một cái kênh làm nail, thì anh chị sẽ follow những kênh nào mà nó
nói thuần về làm nail luôn, được chưa? Thì cái anh chị sẽ chọn những cái kênh nào mà có lượt follow cao nhất á, anh chị follow hoặc là một cái kênh nó đâu đó khoảng trên 50.000 follow thì cũng được gọi là mình sẽ follow được rồi. Rồi nếu mà mình thấy là ít những cái kênh làm nail quá thì chúng ta bắt đầu tiếp theo là chúng ta sẽ follow những cái kênh mà cùng trong cái ngành nghề làm đẹp. Ví dụ người ta làm nail thì người ta cũng làm gì à? Làm tóc đúng không? Người ta cũng sẽ đi spa, người ta cũng đi thẩm mỹ viện. Đó thì đó là những cái nơi mà cũng có tệp khán giả giống nhau. Đó, và cái cuối cùng nếu mà anh chị vẫn thấy không có đủ cái kênh mà anh chị follow thì anh chị follow tiếp là cái tệp khán giả mà quan tâm nó làm đẹp đó thì họ cũng quan tâm đến cái gì? Cái người quan tâm làm đẹp thì thường họ cũng sẽ quan tâm đến mua sắm là đúng không? Sức khỏe này ví dụ vậy. Đó. Thì đó là ba cái thứ tự ưu tiên anh chị có thể follow, và anh chị follow ít nhất chúng tôi 8 kênh nha. Thì đó là cái số lượng nó vừa đủ để giúp cho các anh chị có thể dạy cho TikTok hiểu rằng đây là cái kênh mà tôi quan tâm đến nhóm chủ đề này nè. Thì khi mà nó thấy anh chị follow nhiều cái kênh mà có những cái tệp khán giả giống nhau, có nghĩa là nó hiểu rằng kênh anh chị đang quan tâm đến nhóm chủ đề đó. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo ha, sau khi anh chị follow kênh, rồi khoan khoan, rồi cái cách đi follow như sau ha, anh chị thấy là cái ở dưới nó có cái phần gọi là khám phá nè. Đúng không? Nút khám phá nè ha. Anh chị nút khám phá giùm Tuấn. Rồi. Anh chị sẽ gõ cái từ khóa vào. Gõ từ khóa mà của cái ngành nghề anh chị á, chủ đề anh chị làm á, ví dụ như Tuấn là xe cộ đúng không? Đó thì nó ghi chữ xe ô tô vô. Đó. Rồi sau đó Tuấn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ra những cái video top. Đó, những cái video top về cái đó về về cái lĩnh vực ô tô này. Đó thì sau đó là Tuấn sẽ vô nó xem. À, thì những cái kênh nào Tuấn thấy là trên 50.000 follow mà đúng với cái đó chủ đề của mình đó thì Tuấn sẽ bấm follow, được chưa? Rồi anh chị làm như thế cái tuần tự ha, tuần tự ít nhất là 8 kênh Tuấn đó. Rồi vậy thì sau khi chúng ta follow hết 8 kênh rồi về cái điều gì xảy ra thì các anh chị, rồi ha, tức là bây giờ sau khi chúng ta follow 8 kênh rồi thì bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ đi lướt xem những cái video trên cái kênh của mình đó. Thì như thấy là chúng ta sẽ vào trong cái phần xem video ha, tức là trong phần trang chủ á đó. Nhưng mà mình sẽ không có xem cái phần dành cho bạn nha các anh chị. Anh chị thấy là cái phần dành cho bạn là cái phần mà chúng ta sẽ được TikTok nó đề xuất ngẫu nhiên đúng không? Đó thì khi chúng ta vào là nó sẽ mặc định là ngay phần này, nhưng trong trong giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ không xem cái phần mà dành cho bạn mà chúng ta sẽ xem cái phần kế bên á. Anh chị thấy cái phần kế bên là nó có chữ đang follow không? Đó, chúng ta sẽ vào phần đang follow để chúng ta lướt xem những cái video nào mà các anh chị đã đi follow kênh hồi nãy. Tức là trong phần này là nó chỉ xuất hiện những cái video nào mà anh chị đã follow kênh của ta. Đó. Thì khi mà anh chị follow, anh chị xem phần này có nghĩa là anh chị đang dạy cho TikTok hiểu được rằng là tôi đang rất là quan tâm đến cái nhóm chủ đề này nè. Đó. Thì khi mà anh chị lướt khoảng từ ít nhất là 20 phút trở lên. Đó. Thì TikTok nó hiểu rằng đa bây giờ ông này ổng nãy giờ ổng vừa follow kênh xe mà ổng vừa lướt xem những cái video về xe rất là nhiều, có nghĩa là cái kênh của ông này là kênh rất là quan tâm về lĩnh vực xe cộ đó. Thì nó gán cho kênh này là gì ạ? Là cái kênh về chủ đề xe cộ. Thì khi mà anh chị đăng video lên về chủ đề xe cộ thì nó sẽ ưu tiên phân phối vào cái tệp khán giả tương tự, tức là những khán giả đam mê xe. Rồi các anh chị hiểu chưa? Thì tương tự ha, trong lĩnh vực anh chị cứ làm theo cái hướng dẫn bây giờ Tuấn đã hướng dẫn anh chị đó, để mà chúng ta đăng video lên để có lượt xem nhiều hơn. Thì bí quyết là gì anh chị? Bí quyết chúng ta đăng video lên nhưng mà video mình nó phải đến đúng tay người xem đúng không? Ví dụ như anh chị làm về dạy con đi đó, mà anh chị không có không biết cách này làm á, anh chị lại follow lung tung, anh chị lại đó lại xem lung tung thì sao, nó sẽ phân phối vào cái nhóm gì à? Nhiều khi làm nhóm tuổi teen thì nó đâu quan tâm đến cái dạy con của anh chị đâu, đúng đúng mà, ví dụ vậy đó. Ok, thì đó là toàn bộ những cái phương pháp để giúp cho anh chị tạo một kênh mới đúng chuẩn, và kênh mới đúng chuẩn là kênh giúp cho anh chị sẽ đăng video lên mà chúng ta sẽ dễ có kết quả hơn, bởi vì nó được phân phối vào cái nhóm khán giả mà anh chị mong muốn, được chưa? Ok, rồi bây giờ Tuấn sẽ cho khoảng 5 câu hỏi ha, hỏi nhanh đáp nhanh trước khi chúng ta qua một cái phần rất là quan trọng sau đó. Rồi anh chị nào có muốn hỏi thì có thể bấm nút giơ tay ha, Tuấn sẽ hỏi đáp cho các anh chị khoảng 5 câu nha. Rồi anh chị nào muốn hỏi thì bấm nút giơ tay ha. Rồi rồi mời bạn Thu Phương, mời bạn Thu Phương. Rồi bạn Phương bấm mất đi ạ. À.
Em chào các anh chị ạ. Cho em hỏi một xíu là em có làm một cái kênh TikTok ở trên em có học của một thầy TikTok ở trên lập trên máy tính á, mà thấy thầy dạy được có một hôm mà cái kiểu dạy không chuyên nghiệp, mà vừa dạy vừa ngáp ngủ, kiểu mà dạy mà cứ đi một giang mà không biết là mình làm, và không biết là học sinh có hiểu cái gì không á. Thì hôm đó thầy có lập cho em một cái TikTok ở trên đó, nhưng em học thấy một buổi em thấy học không ăn thua nên em không có học nữa. Thế bây giờ làm sao mà để em xóa cái phần TikTok ở trên 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 máy tính gì được? À thì mình đăng xuất thôi, mình nó xuất tài khoản đó thôi. À. Tại thầy dạy mà có nghĩa là em chưa kịp hiểu mà thầy cứ cứ dạy một dàng, tức là một kèm một, thì em nghĩ là ở vậy thì chuẩn hơn, dạy sẽ ok hơn, nhưng cuối cùng là thành ra là em mất tiền mà em không học được cái gì hết. À, rồi thì bây giờ thứ nhất là bạn đăng xuất khỏi tài khoản trên cái máy tính ha. Mà với Tuấn thì chị dùng cái điện thoại để mình có nhiều tính năng hơn. Máy tính chỉ là cái phụ thôi nha. À, máy tính là chỉ là mình chỉ phụ thôi, chứ mình nên dùng điện thoại để mình quản lý nó tốt hơn ha. Chứ không phải là máy tính là sẽ làm ok hơn ạ. À không không, máy tính là chỉ có mình chỉ đăng video lên thôi, hoặc là mình quản lý thôi, chứ còn tất cả mọi thứ thì mình nên dùng điện thoại hết. Cảm ơn thầy nha. Rồi ok ha. Rồi rồi. Rồi mời chị Thanh Thảo ạ. Alo. Dạ thầy nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ ạ. Sao mà em đăng xuất ra rồi em xóa tài khoản luôn, rồi cái em nhập số điện thoại vô thì nó lên mã, thì em chưa kịp nhấn mã thì nó tự động nó nhảy rồi nó thoát ra màn hình chính. Em làm hoài khoảng mười mấy lần không được, em không hiểu vì sao. Chị có reset lại máy chưa, tức là khởi động lại máy làm lại chưa? Dạ có thôi. Tự nhảy ha, sao lạ quá ha. Hay là chị quay lại cái màn hình đó rồi chị gửi lên nhóm đi, để sau buổi học này tôi sẽ coi cho chị nha. Chắc là mấy chị đang gặp vấn đề đó, chứ còn bình thường. Quay lại rồi sao? Quay màn hình lại đó rồi gửi cái video đó lên ha. Dạ. Dạ ok chị. Rồi mời chị Dương Ngọc ạ. Mời chị Dương Ngọc ạ. Rồi bật mic lên nha chị. Thế ơi, rồi, okay. Của em không có phần khám phá thì vào đâu ạ? Không phần khám phá thì mình thấy ở phần trang chủ á, nó có cái biểu tượng kính lúp ở trên góc phải á. Đó. Đó thì mình sẽ vào đó mình tìm kiếm ha, mình gõ từ khóa vào. Dạ, vâng, em cảm ơn ạ. Rồi ok, rồi mời anh Cao Tâm. Rồi cảm ơn thầy Tuấn có buổi học rất là tuyệt vời. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh em trong khóa học. Thì chào anh. Dạ. Cho thầy cho Tâm hỏi câu là Tâm làm bên cái lĩnh vực đầu tư thì nên chọn cái tài khoản là có chức năng doanh nghiệp hay là tài khoản chức năng cá nhân ạ? Đầu tư, nhưng mà đầu tư cụ thể là cái gì anh? Tâm chỉ làm các cái kiến thức đầu tư về kiến thức đầu tư nói chung ấy, chủ yếu là về bên chứng khoán. Ok, thì thật ra với cái lĩnh vực đó thì anh nghĩ là cái nào cũng được. Tại vì doanh nghiệp á thì cái của anh chắc nó không thiên về những bán những cái sản phẩm vật lý đâu, đúng không? Đó, thì anh dùng vâng, cái gì được thì doanh nghiệp cũng được, không sao hết, nó không là ảnh hưởng gì hết. À, còn cái phần nội dung của anh thì nó cũng sẽ không có cần dùng nhiều những cái bài nhạc về xu hướng, đúng không? Vâng. Ok, thì anh chọn cái nào cũng được ha, không quan trọng đâu. Anh cứ để tài khoản cá nhân trước đi. Đó, không sao hết. Vâng. Anh ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi mời bạn Bảo ạ. Dạ anh chào thầy. Dạ. Dạ em. Dạ hiện tại là em muốn làm một cái kênh review đồ decor với đồ dùng tiện ích như máy hút bụi hay là cái gì đó. Hay quá. Thì em có cần chuyển sang dạng tài khoản doanh nghiệp không hả? Nên dùng tài khoản doanh nghiệp luôn, bởi vì cái đó là mình bán hàng trực tiếp luôn rồi mà, đúng không? Mình review sau này mình cũng bán những cái sản phẩm của mình chứ, đúng không? Mình review sản phẩm mình bán luôn, gắn giỏ hàng luôn, thì mình nên dùng cái tài khoản doanh nghiệp.
Để sau này mình có những cái tính năng full về cái bán hàng trên đó. Dạ, em cảm ơn thầy. Nên làm từ đầu luôn ha, doanh nghiệp luôn. Rồi mời bạn An Nguyễn á. Mời bạn An Nguyễn á. Rồi. Rồi mời người cuối nha, mời Vân vui vẻ ạ. Dạ, em chào thầy và chào các bạn ạ. Rồi. Em là Vân vui vẻ ạ. Em muốn Rồi. hỏi là thầy cái kênh em làm hồi trước thì em còn em thực ra là em bán hàng thùng với thầy. Thì bây giờ em À. muốn bán hàng thùng thì livestream ấy thì có nên mua follow không ạ để khi mình được 1.000 follow để livestream với thầy. À tuyệt đối nha, tuyệt đối mình không mua follow nha. À, tuyệt đối thứ nhất là hai cái là không làm, một là không mua một cái tài khoản có sẵn follow. Và hai là mình sẽ không có gọi là bút follow, tức là mình gọi là mình dùng follow ảo ha, tại vì những cái đó là TikTok nó quét là hết. Và nó quét là hết thì sau này mình sẽ rất là khó để mình làm để mình có thể mình làm lại kênh. Đó, mất tiền mà cũng mất thời gian mình rất là phiền phức. Đó, tất cả nếu mà chỉ cần livestream thôi thì bạn chỉ cần gắn giỏ hàng TikTok Shop là được rồi. Ấy quên, cho bạn chỉ cần mở cái TikTok Shop trên cái kênh mình á là mình livestream được luôn rồi, không nhất thiết là mình phải có 1.000 follow đâu. À, À, thế đúng chỉ cần mở mở TikTok shop là được. Thế nhưng mà rồi, nhưng đúng mà rồi, cái mở ngành hàng TikTok của Shop em nó là là mình vâng cái ngành hàng của em thì nó là hàng si thì nó sẽ là sản phẩm của nó chỉ có một sản phẩm thôi ạ, một sản phẩm một hàng si size là thôi hàng thì nó second hand đó hả? đúng đúng rồi đấy ạ, À, second có hand, nhưng một mà mình second hand mình nhập nước ngoài đúng không? Hay size là thì hàng hàng Trung Quốc ạ, thì à, nó chỉ có một vậy là size một khối ạ, đâu có giấy tờ xuất xứ gì đâu đúng không? đúng rồi ạ, không không có giấy tờ xuất À, vậy xứ hơi đâu. khó đó nha, hơi khó đó, tại Vâng. vì lên tiếp sóc là phải có giấy tờ xuất xứ đàng hoàng đó, thì mới được mở đó. Ừ. Thì em nghĩ là cái phần đấy livestream thì thế thì nghĩa là mình sẽ không mở phần doanh nghiệp ở thấy như nào ạ? À, Hay là phần cứ doanh vẫn nghiệp mở thì nó vẫn mở được livestream bình chứ, thường. đúng rồi, vẫn livestream bình thường, nhưng mà để gắn tiếp shop là hơi khó, tại vì cái ngành hàng của mình nó chưa có được hỗ trợ, tại mình không có giấy tờ xuất xứ cụ thể đó, sẽ rất là khó đi Vâng. làm ha. Vâng, thì thầy có thể cho em hỏi chút chuyện. Nhưng mà nếu ví dụ là em gắn giỏ hàng tinh shop rồi nhưng mà cái sản phẩm đấy nó chỉ có một chiếc thôi. Đấy. Thì khi mình chụp hình ảnh mình đăng lên thì nó sẽ hỏi mình là về cái phần là gì nhỉ? Gọi là gần như là sai số với cả cái gì em quên cái đấy phần đấy rồi. Sai số hay cái gì? Nó gọi là cái phần gì nhỉ? Em quên, nghĩa là nó có cái hiểu về sai số ML với cả màu ấy thầy. Em xóa cái kênh đấy rồi, em không không nhớ là cái phần đấy gọi là cái gì khi mình đăng hàng lên ạ, nó sẽ có cái mục mục gọi là như kiểu yêu cầu là sai số SML này với cả màu màu sắc đi ạ. Thì nó không khó, À. chỉ có một chiếc thôi ạ. À. Ok, như vậy tại vì cái phần của bạn là hỏi là hơi chi tiết quá ha, hơi chi tiết quá thì nó sẽ hơi lấy thời gian của mọi người á. Thì bây giờ tốt nhất Vâng. là bạn bạn không rõ như nào bạn chụp một hình lại. Đó, bạn bạn gửi lên cho cái trợ lý của Tuấn. Đó thì có thể hỗ trợ riêng cho bạn. Được không? Tại phần của bạn nó hơi chi tiết quá về cái công việc của bạn á. Vâng. Ha. Ok, rồi. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần tiếp theo rất là hấp dẫn. À, bao nhiêu anh chị quan tâm đến cái việc mà chúng ta có thể kiếm tiền như thế nào trên TikTok, có thể comment cho tôi cũng được mà, hoặc là gọi gì kiếm tiền cũng được mà. Rồi, ok các bạn. Rồi bây giờ phần này thì Tuấn sẽ không có chia sẻ, mà Tuấn sẽ để dành cho một cái người đã có đầy đủ tất cả những cái trải nghiệm liên quan đến việc kiếm tiền trên TikTok, bao gồm affiliate nè, review bán hàng nè. Đó, rồi livestream, nói chung rất là nhiều những cái thứ liên quan đến các thể loại kiếm tiền trên TikTok. Đó, thì phần này là như hôm qua ha, là các anh chị sẽ được tiếp tục gặp cô Ba Edit Kim Thoa. Rồi, xin mời bạn Thoa xuất hiện. Rồi, ok. Rồi, xin mời cô Thoa sẽ chia sẻ một phần rất là thú vị liên quan đến việc kiếm tiền ha. Rồi, xin mời sân khấu này nhường lại cho Kim Thoa. Dạ hello cả nhà. Rồi ok, bây giờ thì em xin phép là sẽ share màn hình điện giống như ngày hôm qua để chia sẻ cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Trong khi mà em, tại vì bây giờ em mới bắt đầu đăng nhập tài khoản vào vào điện thoại vào trong Zoom nên là em sẽ nhờ mọi người vào seeding cho buổi live ngày hôm nay nha. Coi như đây là một buổi live TikTok Shop, nhờ mọi người share livestream và seeding buổi ngày hôm nay giùm em bằng cách là mọi người sẽ vào trong group Zalo và nói giùm em là nói gì ta? Nói giùm em là đến phần kiếm tiền trên TikTok rồi, vào Zoom thôi, vào seeding giùm em nha mọi người, mình kéo mắt xem trên livestream nha. Mọi người sẽ vào Zalo comment giúp em là đến phần kiếm tiền trên TikTok rồi, vào Zoom thôi. Trong khi đó thì em câu giờ để em
share màn hình điện thoại của em cho mọi người, chờ em chút xíu nha. Mọi người comment giúp em nha. Trong khi mọi người setting thì em sẽ chuẩn bị sản phẩm. Ok. Rồi. Ok, mọi người thấy màn hình của em chưa ạ? Mọi người đã thấy màn hình của em chưa? Rồi, thấy rồi nha Thoa. Dạ, ok. Rồi, cái cách đầu tiên mà mọi người có thể tạo ra thu nhập ở trên TikTok thì thực ra trước giờ mà mọi người hay nói là phi thương bất phú á. Làm gì nó cũng phải có thương mại, có buôn bán, có trao đổi, có bán hàng này nọ thì nó mới giàu được, đúng không? Thì cái cách đầu tiên để mọi người có thể tạo ra thu nhập đó là bán hàng. Và bởi vì TikTok nó là nền tảng video ngắn nên cái cách đầu tiên để kiếm tiền ở trên TikTok sẽ là bán hàng thông qua video cả nhà ha. Bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem ví dụ về một cái kênh TikTok để mọi người sẽ dễ hình dung hơn ha. Rồi. Ok, đây là một cái kênh làm về thuần tất cả các video đều là bán hàng. Mình sẽ thử xem vài video của họ cả nhà nha. Anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta ba lời ca này. Là vào chút yên bình nắm gương này, là vào những giấc mơ khờ dại. Phiên livestream khủng nhất từ trước đến nay của nhà Decoco có gì? Yeah! Anh đã đến như cơn mưa tuôn mắt lên cho đời em một màu. Cung hoàng đạo của bạn phù hợp với loại đá năng lượng nào? Tiệm trang sức Decoco xin chào. Sau hơn 3 tháng ấp ủ ý. Rồi cả nhà ơi, ở đây thì các anh chị sẽ thấy là tất cả các video nãy giờ em lướt cho mọi người xem á, nó đều sẽ nói đến các sản phẩm, các sự kiện, các chiến dịch hay là các chương trình sale của bên cái tiệm trang sức Decoco này. Tức là tất cả nó đều liên quan đến cái sản phẩm, đến cái dịch vụ, đến công việc kinh doanh của họ, đến trực tiếp đến cái mà tạo ra doanh thu cho họ luôn á. Tất cả các video luôn, không có cái nào là do trend, không có cái nào là diễn hoạt cảnh, không có cái nào là vui chơi giải trí hay ca hát gì hết. Tất cả là vào thẳng luôn cái sản phẩm của họ. Và ở đây nếu như người dùng xem video và người dùng thích quá, muốn mua quá, trời ơi, nhìn cái vòng cổ trong video nhìn là muốn mua liền luôn á, thì sẽ có hai cách để mọi người mua hàng. Cách thứ nhất, các anh chị sẽ thấy góc ở bên tay trái này, nó sẽ có cái giỏ hàng màu vàng này cả nhà. Thì cái giỏ hàng màu vàng này là cái giỏ hàng TikTok Shop. Họ gắn cái giỏ hàng sử dụng cái tính năng TikTok Shop vào đây. Thì ở đây nếu mà các anh chị muốn mua, mọi người chỉ cần ấn vào thì đây nó sẽ hiện ra nè, có cái vòng đá nè, vòng tay nè, rồi cái này là gì, bộ phụ kiện vòng tay đó. Nó sẽ có tất cả trong video hiện ra cái sản phẩm gì thì ở đây họ sẽ gắn cái sản phẩm đó lên. Nên các anh chị thích cái nào là mọi người chỉ cần ok, mình thích cái vòng cổ của bạn đó quá, ấn vô cái là hiện lên cái vòng cổ luôn rồi. Ấn vào cái vòng cổ rồi chọn mua ngay, rồi chọn phân loại sản phẩm mà mình muốn, xong rồi ấn vào mua nè. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra thông tin để mọi người nhập vào thông tin số điện thoại, địa chỉ của cả nhà để nhận hàng nè, số lượng sản phẩm nè, mã giảm giá, tổng đơn hàng các kiểu, rồi có cả phương thức thanh toán. Tại vì cái này em đặt hàng nhiều rồi nó sẽ không hiện, nhưng các anh chị là người mới nó sẽ hiện ra là muốn COD hay là liên kết với các app hay là các kiểu nha. Rồi xong rồi thì mình ấn vào đặt hàng. Xong, y như những cái nền tảng khác như là Shopee, Tiki, Lazada, không khác gì trơn, cách thức đặt hàng y chang luôn. Và cái cách thứ hai á, nếu như mà sản phẩm của các anh chị chưa đăng được lên TikTok Shop, hoặc là mình chưa gắn được giỏ hàng lên TikTok Shop, hoặc là vì một số lý do nào đó giỏ hàng nó không có hiện á, mà người dùng họ rất là muốn, kiểu trời ơi, muốn mua quá, em còn bán ở đâu nữa không? Ok, mọi người sẽ xúi người dùng là các anh chị vào cái bio link ở đầu kênh giùm em cái. Đây, cái bio link là này cả nhà ha. Cái đường đậm đậm ở đầu kênh này. Các anh chị vô cái đường đậm đậm ở đầu kênh giùm em cái. Thì khi mà mọi người ấn vào đây á, có một cái cuộc khảo sát ở bên TikTok á cả nhà, là khi mà các anh chị không sử dụng tính năng TikTok Shop mà các anh chị yêu cầu người dùng là ấn vào cái bio link của kênh á để mua hàng á,
Thì nếu mà là người mới hoặc là các anh chị mình sử dụng laptop á, khi mà các anh chị ấn vào cái bio link hồi nãy á, nó sẽ không có nhảy thẳng qua trang này đâu. Nó sẽ hiện là một số câu cảnh báo á. Ví dụ như là bạn chuẩn bị ra khỏi nền tảng của chúng tôi và đi vào một đường link lạ, bạn có chắc là muốn đi tiếp không? Hoặc là đường link mà bạn vừa ấn vào chúng tôi không đảm bảo an toàn, bạn có chắc chắn là muốn thao tác tiếp không? Tức là sẽ có những câu cảnh báo và một cơ số các anh chị sẽ hơi rén ở khúc đó và mọi người dừng. Ok, không vô nữa, lỡ đâu virus chết là rớt một số khách hàng tiềm năng, một số lead ở giai đoạn đó. Giai đoạn thứ hai khi mà các anh chị coi như mình đã ấn được vào trong đây rồi nha, thì mọi người sẽ thấy trong video nó hiện cái sản phẩm gì thì người ta sẽ gắn giỏ hàng đúng cái sản phẩm đó luôn. Nhưng mà nếu mà là vào bio link á thì mọi người sẽ phải lướt tìm cái sản phẩm đó nha. Và shop này là còn ít sản phẩm á. Vừa rồi bạn của em có xem một cái kênh về nail box đó mọi người, tức là móng tay giả. Bạn rất là thích cái móng tay, cái mẫu móng tay đó luôn. Và shop thì không gắn giỏ hàng. Bạn vô trong bio link bạn coi, trời mọi người ơi, lướt mờ mắt luôn mọi người, hơn 100 mẫu, trời nó nói trời lướt mệt mỏi mà nhiều mẫu, màu nó cứ giống giống giống, nó khác nhau chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ. Coi một hồi nản mọi người nghĩ qua bên Shopee lướt cho lẹ, tìm cho nhanh, chụp lại cái hình đó xong gửi chụp lại cái hình ở trong video xong qua bên Shopee cho lẹ, kiếm đi lâu quá. Rớt khách thêm lần nữa. Rồi ok, ví dụ ở đây em đã lướt lướt hồi thì em đã tìm thấy cái mẫu mà em muốn đi. Mẫu này đi. Thì em sẽ ấn vào. Khi mà ấn vào cái này á, nó sẽ qua Lazada luôn mới chết chứ. Rồi. Nó sẽ xảy ra cái trường hợp như hiện tại nè mọi người, tức là các anh chị không dùng nền tảng đó, không dùng cái app đó. Và mọi người sẽ phải tải cái app đó về. Một cơ số mọi người lại thôi nghỉ phải. Qua đang quen xài TikTok Shop với Shopee thôi, lên TikTok Shop kiếm cái tên sản phẩm đó coi shop khác có bán không. Lên Shopee kiếm tên sản phẩm đó coi có shop nào bán không. Chứ Lazada trước giờ không xài. Không muốn tải. Thôi, bỏ qua, đây app mới. Hoặc nếu như mà mọi người đã có sẵn cái Lazada này trong máy, mọi người ấn vào á, hoặc là nếu mà các anh chị đủ siêng, ví dụ như là ok phải tải app, ok tải luôn á, đến cái phần thanh toán một cơ số người lại rớt nữa. Tại vì đến phần thanh toán á, nếu như mà ví dụ mọi người giống em á, thói quen của em là luôn luôn thanh toán trước, không bao giờ COD hết, thì kiểu ok giờ lại phải đi tìm cái thẻ xong nhập thông tin mã số thẻ vào rồi chờ xác nhận nó là thẻ của mình rồi mới thôi mệt quá vô TikTok, thôi mệt quá vô Shopee xài tiếp. Nên là từ cái việc mà mọi người làm video đến lúc mà khách hàng họ mua của mình mà ấn vào buy link cả nhà, nó sẽ rơi rớt một cơ số khách hàng. Nên TikTok Shop họ luôn khuyến khích người dùng nếu có thể sử dụng được cái tính năng TikTok Shop của họ thì hãy sử dụng, bởi vì đó là cách để gia tăng trải nghiệm mua hàng của người dùng lên tối đa. Tức là mình nhìn mình thích một cái là mình ấn vào là có cái giỏ hàng ngay trên video của mình luôn, chứ không có cần phải vào bio link cả nhà ha. Rồi cái cách kiếm sàn thứ hai cho cả nhà đó là mọi người cũng sẽ bán hàng, nhưng mình sẽ bán hàng thông qua livestream cả nhà ha. Và tiện ở đây là shop đang bán hàng luôn nè. Mọi người sẽ biết một cái kênh nó bán hàng khi mà nó có biểu tượng chữ like ở đây và cái vòng đỏ nó cứ loang ra. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào và xem shop bán hàng luôn nha. Dỉ nha, nhà em đảm bảo cho mọi người là không đen không dỉ nha, đi tắm không cần tháo ra, không cần Có tránh hàng nước. nhất của tôi trái Vòng tay có mã nào xuống giá nữa không, phải sớm tấm sản phẩm hai ở người đây comment mua ha. cái này Đấy, không không bà ơi, không không có mã nào đâu, chỉ có mã này thôi, chỉ có cái mã này, từ cái mã này mới mới cho nên là cần nhiều cái feedback của chị đâu ấy. Mà hôm nay thực ra là không được đâu, không được cái ok em thoát ra cho mọi người dễ nghe em nói ha. Thì cả nhà sẽ thấy là khi lên livestream á, họ bán đến sản phẩm nào họ sẽ ghim sản phẩm đó lên trên màn hình. Và nếu mà mọi người muốn tìm như như kiểu mọi mọi người sẽ thấy là ok, shop này đang trưng bày khoảng 90 sản phẩm ở trên cái sạp hàng online của họ, thì các anh chị sẽ ấn vào giỏ hàng ở góc bên tay trái rồi mình sổ nguyên một loạt ra giống như em hồi nãy á, xong lướt 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 thích cái nào thì ấn vào chữ mua và đặt hàng y như trên video. Còn trên live bây giờ em vào lại cho mọi người xem nha, trên live họ dơ sản phẩm nào lên á thì họ sẽ ghim sản phẩm đó ngay trên màn hình luôn. Tôi nói đến cái nào là các anh chị sẽ thấy cái đó luôn. Việc của mọi người chỉ cần mua, không cần phải vô giỏ hàng lướt luôn. Ở đâu có 99 sản phẩm mà nó nằm ở vị trí 99 là mọi người lướt cũng mệt á. Ok, mọi người xem thử họ ghim trên màn hình nha. Để lại trong vòng 1 phút và một mã duy nhất Cái giá nào là 139, đó là chỉ như thế thôi mọi người anh ơi, bởi vì là hôm nay deal muốn nhà mình mở là mua deal 4 nha. in 1 cơ. Cái em bus to này giá 139 cũng là cực kỳ rẻ rồi đó cả nhà. Và em này là vòng tay đại diện cho tháng sinh, mỗi một vòng Đó, mọi người thấy chưa, khi mà lên live mà có sử dụng tính năng TikTok Shop nó cũng giống như video á, đó là nói đến cái sản phẩm nào là có cái sản phẩm đó trước mắt mọi người luôn, không cần phải đi đâu xa hết trơn, ấn vô là mua được liền. Và cái cách thứ hai ok, và cái cách thứ ba là cũng là trên live luôn, nhưng mà các anh chị sẽ nhận quà trên live.
nếu như mình là mình đang làm những cái công việc mà chưa bán các sản phẩm vật lý cả nhà, ví dụ mình là bác sĩ nè, luật sư nè, huấn luyện viên về gym hay yoga chẳng hạn, mà mình chưa có cái sản phẩm vật lý của mình á, các anh chị có thể lên livestream, chưa có sản phẩm khỏi gắn giỏ hàng, livestream thường nói chuyện, trao đổi, chia sẻ cho mọi người về một cái kiến thức, về một cái kỹ năng nào đó trong lĩnh vực của mình. Và khi mà mọi người thích á, việc của mọi người là mọi người sẽ tặng quà cho các anh chị, họ sẽ bỏ ra tiền thật để mua xu TikTok, sau đó những cái xu đó sẽ mua những cái món quà ảo trên TikTok để tặng cho mọi người. Và sau khi các anh chị nhận quà xong á, TikTok sẽ đổi cái phần quà, những cái xu vàng đó ra đơn vị là tiền đô và chuyển về cho cái tài khoản TikTok của các anh chị, mình có thể rút về tài khoản ngân hàng mình sử dụng. Và vừa rồi thì em có một anh học viên, anh là giáo viên dạy hóa, và trong cái kỳ kiểm tra, em cũng chả nhớ kiểm tra cuối kỳ hay thi tốt nghiệp nữa, của học sinh anh á, thì lúc đó anh nói là anh học TikTok để có thể bán thêm một cái gì đó gia tăng thu nhập, nhưng mà lúc đó chưa có nghĩ được là bán cái gì. Nhưng mà gần đến kỳ mà học sinh phải ôn thi rồi đó, nên là anh quyết định là lên livestream và dạy cho các bạn ôn thi qua live, và báo cho học sinh biết là tới giờ đó, ngày đó thầy live trên kênh đó, nó vô đó mà học. Học sinh học xong thích quá báo phụ huynh. Phụ huynh xài TikTok quen rồi, rành rồi, khoái quá, mua quà tặng cho thầy quá trời luôn. Và anh nói có những phiên live á, sau khi mà bên TikTok họ quy đổi thành tiền ra, anh được 4-5 triệu cho một phiên live một buổi tối mọi người. Ngồi dạy cho học sinh kiểu trao giá trị thôi, phụ huynh khoái quá, vô tặng quà quá trời luôn. Và người thứ hai là một chị học viên của em, chị là giáo viên tiếng Anh. Nói chung là các thầy cô có vẻ khá là có duyên với việc live mà được tặng quà. Tức là ngoài chuyện idol mà lên livestream được tặng quà thì cái đó là hiển nhiên rồi, và em không có nhắc gì tới idol nha, em không hướng mọi người theo dạng idol đâu. Thì một chị là giáo viên tiếng Anh ở trung tâm tiếng Anh, và khi chị lên chị dạy á, thì các anh chị học viên ở xa và không thể tới học trực tiếp ở lớp chị thì họ đặt lịch lên đó, và chị nói là trong cái buổi ngày hôm nay á, những anh chị nào mà muốn được lên live trực tiếp và mình có thể sửa phát âm trực tiếp á, thì mọi người có thể thả bài vài bông hoa nho nhỏ cho mình để mình sẽ ưu tiên lên trước, còn không thì mình cứ theo thứ tự, ai mà comment trước thì mình sẽ gọi trước. Nên là thường mọi người sẽ tặng hoa tặng quà rất là nhiều để được chị ưu tiên gọi lên á. Và có những buổi chị nói là có những cái tháng á, mà cái tiền quà tặng mọi người tặng qua livestream cứ mỗi người chút xíu nó không đáng nhiều, mọi người có vài ngàn thôi, nhưng một tháng có thể là mười mấy triệu cho chị luôn. Và chị không có lên live thường xuyên cả nhà ha. Nên nếu mà mọi người đang là bác sĩ, kỹ sư gì đó, mọi người có thể lên live vừa để phát triển kênh của mình, để chia sẻ giá trị, mà vừa để nhận quà tặng của fan, nó cũng là một cái nguồn thu nhập nếu như mà mình thực sự chia sẻ đều đặn và có tâm cả nhà ha. Rồi ngoài cái phần quà tặng về livestream, nó sẽ có thêm một cái phần nữa gọi là quà tặng về video. Anh sẽ đưa em đến nơi mà... ok, kênh này chưa được mở. Em lại đeo cho... Đây em sẽ vào kênh em nha. Cái phần quà tặng top 3 món đồ bạn nhất định ở trên kênh. À sorry, định phải cập top. Có thiệt là trả lời bình luận là một. Rồi chỉ trong video thường. Video thường ok nhớ rồi. Trong những cái video mà mọi người không bán hàng á, mọi người chia sẻ giá trị này nọ, không phải là video bán hàng ha, thì nó sẽ có thêm một cái tính năng trong phần bình luận, đó là tính năng tặng quà. Và nếu cái phần của mọi người nó, phần chia sẻ của mình hay, nó có giá trị và mình gọi sao ta, mình tại thường á, bây giờ là em thấy các bạn hay kiểu nếu mà mọi người thấy cái video này hay á, nhớ báo cho mình biết, hoặc là nhớ cho mình một cái dấu hiệu đó, kiểu nói mé mé là thế nào cũng sẽ được tặng quà á. Và những cái quà này cũng sẽ được đổi thành tiền đô để chuyển về cho tài khoản của mình cả nhà ha. Nên là cái cách thứ ba em nói lại đó là mình sẽ nhận được quà tặng ở trên video hoặc là trên livestream không bán hàng. Tức là cách thứ nhất là video bán hàng, cách thứ hai là livestream bán hàng, và cách thứ ba là livestream và video không bán hàng nhưng mình sẽ nhận được quà tặng nếu như mà những cái nội dung, những cái kiến thức mình chia sẻ nó có giá trị cả nhà ha. Rồi cái cách tiếp theo đó là các anh chị sẽ để em coi kênh của mọi người sẽ bán khóa học hoặc bán kỹ năng, bán kiến thức của mình thông qua tính năng tuyển tập của TikTok. Em sẽ cho mọi người ví dụ kênh của cô giáo Quỳnh. Có đeo tẩy chay Blackpink không? Rồi để em coi, không nhớ con video nào. Đây. Chị ơi. Đây, cái khóa học của cô nó sẽ gắn lên trên màn hình y chang như cái giỏ hàng TikTok Shop này cả nhà. Khi mà ấn vào đây thì mọi người sẽ thấy là
chọn bộ phát âm tiếng Anh. Cái giá này là tự các anh chị đặt ha. Và tức là đây là cái chuỗi video trao giá trị, trao kiến thức mà nếu người dùng muốn xem họ sẽ phải trả phí để được xem. Và đây là cái tính năng gọi là tính năng bán khóa học của TikTok á. Tính năng mà mọi người sẽ phải trả phí. Và rất là nhiều những anh chị nhà sáng tạo nội dung em hiện tại họ đang tập trung rất là nhiều lên cái phần này. Trong giai đoạn đầu họ sẽ để những cái mức phí rất là rẻ luôn đó, có hai mấy ngàn cho mọi người. Và các anh chị chỉ xem video có vài phút à, mọi người cảm thấy rất là thích. Nhưng mà sau này khi mà mọi người phản ứng bắt đầu tích cực, mọi người bắt đầu ok rồi đó, thì bắt đầu họ sẽ có những cái nội dung chuyên sâu hơn và phí nó sẽ đẩy lên cao hơn. Và cái này nó sẽ rất là phù hợp với những anh chị mình là chuyên gia trong cái lĩnh vực của mình, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, và mọi người muốn chia sẻ đến người dùng những cái kiến thức mà thông qua đó người dùng sẽ được cái lợi gì đó về về sức khỏe, về cuộc sống, về công việc với cái của mình. Và việc của họ là chỉ bỏ ra có vài chục hoặc là 100-200 ngàn để có được cái này, và người dùng rất sẵn sàng với cái điều này cả nhà ha. Nên là mọi người cân nhắc cái tính năng tuyển tập này giúp em ha. Thì khoảng qua tuần em sẽ có một cái video hướng dẫn về cái cách mở tính năng tuyển tập cho cả nhà nha. Cái cách thứ tư đó là các anh chị sau đây thì mình có làm cái sẽ nhận booking. Nhận booking thì mọi người chỉ cần hiểu nôm na giúp em, nhận booking là nhận đặt hàng. Mọi người sẽ theo yêu cầu của một cái bên nào đó, của một công ty nào đó, yêu cầu các anh chị là ê, làm cho tôi một cái video đăng lên kênh của bạn edit đi, tôi sẽ trả cho mọi người một cái khoản phí với cái gọi là với cái công sức mọi người bỏ ra để làm cái video đó. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem thử một hai cái video và mọi người đoán giùm em là cái video mà em cho mọi người xem thì bên nào book cả nhà nha. Bên nào book em lộn. ok. Đây. Cô Ba Edit. Ai vậy? Tôi dì Tám nè. Cô dì Tám hả? Trời ơi, khổ mỏi mắt quá nên phải bỏ cái kiến ra nghỉ một chút xíu, thành ra thấy ai cũng mờ mờ ảo ảo, đâu biết ai ai đâu. Cận khổ quá ha. Trời ơi chứ gì nữa, ăn đồ nóng thì ối rồi ôi, trời nắng thì chả được tự do mang kính râm mình thích, trời mưa là khỏi thấy gì luôn. Tội vậy, đi bắn mắt cho đỡ phụ thuộc cái kính đi. Trời ơi, thôi chị ơi, lỡ đâu chúng chỗ không uy tín khỏi thấy mặt trời luôn. Chưa kể nghe nói á, bắn mắt xong tái cận 100% luôn á nha. Đập lao đi tôi. Ừ. Vậy là cô Ba bị kéo tới bệnh viện mắt Sài Gòn. Sao chị đưa em tới đây? Vì đây là bệnh viện uy tín chứ sao. Cô có biết bệnh viện mắt Sài Gòn quy tụ toàn các bác sĩ là bàn tay vàng trong ngành phẫu thuật khúc xạ không đó, lại còn chăm sóc khách hàng tận tâm. Rồi có chắc là tận tâm thiệt không? Ba đời nhà tôi là khám ở đây không đó. Lỡ tới đây rồi thì vào khám cho biết chứ sao giờ. Chú chả mà ơi, nhân viên ở đây vừa xinh vừa thân thiện, tiếp nhận thông tin thôi mà có cần giọng ngọc như miếng lùi vậy ông trời. Mà công nhận bệnh viện thiệt là sạch sẽ thoáng mát, nhìn đâu cũng thấy tiện nghi, làm quên mất tiêu mình đi khám chứ không phải đi chơi. Giờ mới biết. Dạ đúng rồi, bệnh viện mắt Sài Gòn nha. Ồ tôi đã bánh cận ở bệnh viện này nè. Dạ ok. Sau khi em tới đó em tìm hiểu xong, cái em nghe khoái thiệt, cái em nghe tiền xong, cái em về em suy nghĩ về cuộc đời em, nói thôi để từ từ. Ok. Dẫn đó, đây là một cái chương trình để sao ta nâng cao nhận thức của mọi người về cái gọi là cái công nghệ mới về cái phần bắn mắt laser. Tại vì trước giờ mọi người vẫn nghĩ là bắn mắt thì nó sẽ, thực ra là đúng là ngày xưa nó sẽ có kiểu dao laser, nhưng mà bây giờ nó sẽ có những cái cách khác đó mọi người. Nên đây là chương trình nó sẽ mang cái tính chất là lan tỏa cho mọi người biết và cập nhật về những cái cách thức mới. Ok rồi, cái video đầu tiên ha. Giờ thêm cái video nữa nha. Đoán giùm em là bên nào book nha. Coi cái nào nó đặc trưng. Đây. Đăng video bán hàng TikTok shop mà chả có ai xem hết nè cô Ba. Vậy chị Tám và mọi người làm theo cô Ba để có cơ hội được TikTok shop hỗ trợ đẩy view nè. Làm sao cô Ba? Tôi bán đồ lung tung lĩnh vực hết thì có làm được không? Dạ, miễn là mình có tham gia affiliate cho TikTok shop là đều làm được nha. Ồ. Đầu tiên mọi người chỉ cần lên video có gắn link sản phẩm TikTok shop bất kỳ. Thứ hai, trong video này mọi người sẽ có đề cập đến chiến dịch TikTok shop siêu sale Giáng sinh từ ngày 18 đến 25 tháng 12. Thứ ba, khi đăng video này nhớ gắn hashtag TikTok shop is must sell. Để tôi làm liền. Khoan đã, phần đặc biệt để được TikTok shop xem xét đẩy view nè mọi người. Dạ. Theo cả nhà này bên nào book em cả nhà? Bên nào book em? Chính xác, TikTok shop. Đúng rồi. Nên là ngoài ngoài cái chuyện mà các doanh nghiệp, các shop, các cá nhân book mình thì nó còn bên TikTok shop cũng sẽ tận dụng các creator, các KOC của họ cả nhà ha. Nên là đúng rồi, video này TikTok shop book em để lan tỏa về cái chiến dịch của họ. Và khi mà em làm thì họ sẽ trả cho em một cái chi phí gọi là chi phí sản xuất video, cái phí booking á, ở chi phí sản xuất video. Và ngoài video thì họ sẽ còn book mình lên livestream. Ví dụ như vừa rồi em có một cái phiên live cho bên Zalo Pay, em sẽ lên live và chia sẻ cho bên người dùng, những người follow trên kênh em cái cách mà
Mình sẽ nạp xu thanh toán những cái sản phẩm, những cái dịch vụ, những cái tính năng, những cái nói chung là những cái món quà ở trên TikTok bằng Zalo Pay, và khi đó thì Zalo Pay họ cũng trả em một cái khoản chi phí cho cái việc mà em lên like cho họ như vậy. Nên là đầu tiên nó sẽ là booking ở trên chính cái kênh của mình thông qua livestream hoặc thông qua video. Đó là cái booking thứ nhất. Cái booking thứ hai á là người ta sẽ book các anh chị cũng livestream, cũng video, nhưng ở trên kênh của họ cả nhà ha. Tức là ví dụ bây giờ họ sẽ ok Thoa ơi, bên anh book em làm dùm bên anh một cái video có sự có mặt của em về cái sản phẩm của bên anh. Làm xong rồi gửi video đó cho bên anh để bên anh đăng lên trên kênh của shop bên anh, của nhãn hàng bên anh, không có đăng lên trên kênh em. Này, cái thứ nhất. Hoặc cái thứ hai á, ok Thoa ơi, bên anh muốn mời em á, bữa sau lên livestream ở trên kênh của bên anh, của shop bên anh, trên cái kênh bên anh, không live trực tiếp bên em. Và khi mà em tới live vậy thì tụi anh sẽ trả phí cho những cái khoảng thời gian, những cái giờ mà em lên live trên kênh của anh như vậy. Thì cái thứ hai của cái phần booking, tức là mình sẽ được họ book để làm video hoặc live trên kênh của họ cả nhà ha. Và cái này em đảm bảo luôn, thế nào mọi người cũng nghĩ chắc phải nổi tiếng dữ lắm luôn á, kênh phải bự dữ lắm luôn á, mới được làm, mới được mời ba cái booking này, đúng không mọi người? Mọi người có đang nghĩ vậy không? Kiểu trời, bà này bà nói kiếm tiền nghe xa vời. Này chắc dữ lắm, kênh cũng phải bự bự dữ lắm người ta mới book chứ, rảnh đâu, đúng không? Rồi cả nhà ơi, TikTok nó là một cái gì đó rất là hay. Lý do mà mọi người đang rất là quan tâm, mọi người đang rầm rộ đối với TikTok á, là nó khiến cho những anh chị mình, thậm chí mình chưa có kênh TikTok luôn, mình vẫn có thể được booking cả nhà ha. Em có một người bạn là MC livestream ở trên Facebook. Xuất thân của bạn á là bạn làm MC đài truyền hình mọi người ơi. Dịch không có việc nữa, nên sau đó bạn làm MC livestream, tức là bạn sẽ lên những cái phiên live của các shop á, và kiểu bạn sẽ điều phối. Tại không phải là shop nào, là chủ shop nào hay là nhân viên của shop người ta cũng biết like. Bạn tới bạn hướng dẫn người ta và bạn đứng bạn like chung với người ta. Nên sau này á, những cái shop ở trên TikTok á, mọi người book bạn về và lên like trên kênh của người ta. Tức là bạn không cần nổi tiếng luôn, bạn chỉ cần biết ăn nói và bạn hiểu về cái sản phẩm đó, và bạn lanh lẹ một chút xíu, hoặc là bạn biết cách ứng biến một chút xíu. Và hiện tại thì bạn cũng mới xây kênh. Kênh bạn có khoảng 5 hay 10 ngàn follow rồi cả nhà. Và bạn được book trước khi bạn xây kênh cả nhà nha, không cần phải là người nổi tiếng. Và cái thứ hai, giai đoạn hiện tại rất nhiều bạn sinh viên được book để edit video, chứ không phải là những người nổi tiếng đâu cả nhà ơi. Tự quay, tự edit cho shop, shop trả cho vài trăm cho đến vài triệu một cái video là có. Và chuyện này cực kỳ phổ biến luôn. Nên đừng có nghĩ đến chuyện là trời ơi chờ mãn kiếm khi nào nổi tiếng mới được book. Không có cả nhà ha. Các anh chị có thể được book bất cứ lúc nào mà mình không ngờ tới, miễn là mình thể hiện cái sự nghiêm túc của mình với cái việc làm sáng tạo nội dung, hoặc là việc làm video, hoặc là việc livestream ở trên TikTok cả nhà ha. Rồi cái tính năng tiếp theo á, đó là cái việc mà các anh chị sẽ thu thập khách hàng ở trên TikTok, kiếm cho mình một nguồn khách hàng ở trên TikTok, sau đó dẫn nó qua những cái nền tảng khác để mình bắt đầu mình gọi là sao, mình xử á. Tức là như em nói đó, sẽ có nhiều anh chị mình chưa có sản phẩm vật lý. Các anh chị sẽ là bác sĩ, là chủ spa, là luật sư chẳng hạn, và hoặc là mình kinh doanh về bất động sản hoặc là bảo hiểm, thì mình sẽ khách hàng của mình đâu có gì để bán đâu, bên mình là dịch vụ mà. Nên cái tiếp theo đó là cái tính năng đăng ký ở trên TikTok. Tính năng đăng ký để em coi nó là cái nào ta. Quay clip dài mà không gần top thử thách muốn sáng lúc rồi. Tính năng đăng ký là một cái mà nó cũng sẽ được gắn lên trên video của các anh chị như thế này. Và khi mà mọi người lên video hoặc là lên live, cái này cũng gắn được trên live nha, mọi người chia sẻ với cái nội dung của mọi người. Mà ví dụ ai vô kiểu chị Hương em thấy chị nói hay quá, em muốn tìm hiểu sâu thì sao, không biết chị team fan mình có spa không, chị spa mình ở đâu, em muốn tới tìm hiểu kỹ hơn về dịch vụ bên chị. Ủa chị Vân Anh, chị có lớp học chuyên sâu về cái đó không? Em muốn tìm hiểu á. Ok mọi người ơi, nếu mọi người muốn tìm hiểu á, ấn vào nút đăng ký để lại thông tin, rồi có gì mình sẽ liên hệ lại hỗ trợ cho các bạn nha. Ấn vào nút đăng ký nó sẽ hiện ra chi tiết là cái phần họ có thể ghi vào cái nhu cầu của họ hoặc là vấn đề họ đang gặp phải, tên của họ, số điện thoại và email để mình liên hệ và chốt đơn, chốt sale các kiểu. Nên hồi nãy em nghe có một chị nói là chị bán hàng si á, sản phẩm lẻ, giờ em phải làm gì đấy thầy? Thì đây là một trong những cách mọi người có thể lách luật xíu xíu trong giai đoạn đầu cả nhà ha. Đó là các anh chị sẽ lên live, ok.
Rồi ok các anh chị, mà mình chọn cái mẫu nào rồi á, mình vào phần đăng ký ngay, mình ghi lại thông tin giùm em, hồi nữa bên nhân viên bên em sẽ gọi lại xác nhận cho mình nha cả nhà ơi. Hoặc là đó, mình lên mình chia sẻ về bảo hiểm này nọ, kiểu trời em muốn, em cũng đang muốn tìm hiểu bảo hiểm quá. Ok chị ơi, ấn vào cái nút đăng ký ngay ở góc dưới livestream hoặc góc dưới video của em nha. Thì gửi thông tin ở đó, rồi trong ngày mai, trong ngày mốt gì đó bên em sẽ liên hệ lại với mình. Thì cái này khi mà người ta điền như vậy á, thì bên TikTok họ sẽ báo cho mình và sẽ có phần xuất file cho các anh chị, danh sách khách hàng đầy đủ, tên tuổi, địa chỉ, không phải địa chỉ nha, nơi ở, số điện thoại, email của họ là đầy đủ trong đó, để cho mọi người có thể gọi là sử dụng cái nguồn tài nguyên khách hàng đó. Nên cái này em cũng tính là một trong những cách để mình có thể có thu nhập ở trên TikTok cả nhà ha. Tức là cái tính năng đó sẽ giúp cho người dùng họ rất là nhanh chóng cung cấp thông tin cho các anh chị. Họ chỉ cần thấy ok, điền form dễ và mình thấy thông tin của bạn này hay, mình muốn hỏi thêm bạn này là họ đã điền thông tin của họ vào để các anh chị liên hệ lại rồi. Nên nếu mà hay xem những cái phiên live buổi tối của em chia sẻ về TikTok á, thì mọi người sẽ biết là thường em sẽ gắn cái nút đăng ký á, nút đăng ký ngay trên live. Ai hỏi các em nói là chị, nếu mà chị muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn á, hoặc là ok, nếu mà chị muốn coach 1:1 á, chị ấn vào nút đăng ký ngay, điền thông tin giùm em nha. Nói vậy thôi. Sau mỗi phiên live ngồi chơi chơi, nói chuyện mọi người, lâu lâu cái nói một câu đăng ký ngay thôi. Sau mỗi phiên live có khi gần cả 100 người mọi người. Khách hàng ở quanh ta nha cả nhà. Khách hàng ở quanh ta, và cái tính năng này nó giúp mọi người thu hút và có được thông tin khách hàng siêu nhanh luôn. Và sau khi có cái file đó rồi, ok, qua bên Facebook, Zalo rồi xử lý gì đó sau, không có sợ bị TikTok đánh vi phạm vì lỡ nói hay là lỡ làm bậy hay là gì đó ở trên TikTok hết. Ok, và cái cách tiếp theo thì ok, tắt share nha, hỏi mọi người xíu nè. Cho em hỏi là có ai mọi người đang rất muốn làm kinh doanh luôn á, mọi người muốn bán một cái gì đó, nhưng mà thứ nhất là các anh chị nghĩ là không có vốn, không đủ vốn để nhập hàng. Nếu mà có vốn để nhập hàng á, thì mọi người sẽ nghĩ là thôi cũng sợ lỡ đâu làm cái nó không có thành công. Cái thứ ba, nếu mà mọi người đủ vốn và mọi người tin mọi người làm thành công á, thì mình lại sợ là mình không đủ sức. Trời ơi, làm đó cũng phải có nhân viên, có người chốt đơn, rồi chăm sóc khách hàng, trả lời khiếu nại, gói hàng, gửi hàng, rồi xử lý hoàn hàng, rồi này nọ nọ. Có mình làm sao nổi, kham không nổi, chưa kể sợ mình mới làm, mình chưa có nhiều kinh nghiệm, rồi rối lùm nên nữa. Có không? Kiểu chỗ muốn làm kinh doanh dữ lắm, nhưng mà mình nhân rất là nhiều luôn á. Rồi trời ơi, gói hàng ấy này nọ, rồi chồng con rồi để cho ai, rồi từ từ này nọ, rồi xong từ từ tới có em có luôn 101 lý do mà chưa làm luôn. Có ok, không biết em nói tới đây mọi người có đoán ra cách kiếm tiền tiếp theo trên TikTok là gì chưa ta? Mọi người có đoán ra cách kiếm tiền tiếp theo trên TikTok là gì chưa ta? Chính xác, tiếp thị liên kết, chính xác luôn. Tiếp thị liên kết, cho em hỏi là ở đây có anh chị nào mình chưa biết tiếp thị liên kết là gì không ta? Tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate, hai cái đó là một. Thì có anh chị nào mình chưa biết về cái đó chưa ta? Nếu như mà mọi người đã biết hết rồi thì em sẽ nói vào luôn. Còn nếu mà mọi người chưa biết thì em sẽ giải thích sơ về cái này nha. Biết rồi, tôi chưa biết, em chưa biết. Ok, rồi em sẽ nói cho mọi người dễ hình dung nha. Em sẽ giải thích cho mọi người dễ hình dung ha. Tiếp thị liên kết hay affiliate, hai cái đó là một. Cái là một nha. Mọi người nghe cái nào thì nó cũng là cái đó thôi. Nó sẽ là kiểu như vậy nè. Ngày xưa thầy Tuấn có một cái áo rất là đẹp. Em thấy cái áo đó em sẽ nói, ý thầy mua đâu vậy? Đẹp quá à, chỉ em chỗ mua về cho chồng em cái. Cái thầy nói bán đầu chợ Bà Chiểu á, cái shop mà nó có cái máy màu xanh á, bà chủ shop nhỏ nhỏ người á, vô đó mua. Ok, rồi Thoa có đi mua hay không thầy cũng chả cần biết, mà Thoa tới mua rồi thì bà chủ shop cũng chả cần biết Thoa đâu ra, miễn có người mua là được, mọi chuyện kết thúc ở đó hết. Nhưng thời nay mà Thoa hỏi cái áo mua ở đâu thầy, chờ xíu, đây để gửi cho cái link nè. Đây. Rồi ok, vừa mới gửi cho cái link rồi đó. Ấn vô đó đi. Thầy mua ở shop đó, chỗ đồ bao đẹp luôn, rẻ lắm, free ship đồ nữa. Ấn vô. Thì nói chung là nó sẽ có một chút xíu kỹ thuật, mọi người không cần phải biết người ta làm như thế nào, nhưng mà khi mà Thoa đặt hàng xong á, tự động trên cái đường link đó, cái hệ thống đó, nó sẽ ghi nhận lại vừa có một đơn hàng được tạo ra trên cái đường link của anh Tuấn Nguyễn. Và việc của hệ thống là khi đơn hàng nó hoàn thành thành công rồi á, chúng tôi sẽ trích ra một phần tiền gửi cho anh Tuấn Nguyễn để cảm ơn ảnh vì ảnh đã giới thiệu người đến với shop tụi tôi, cũng như để kích thích anh Tuấn Nguyễn lần sau giới thiệu nhiều người tới shop tôi nữa. Thì cái đó gọi là tiếp thị liên kết. Thì mọi người chỉ cần hiểu nôm na á,
Tiếp thị tức là mọi người sẽ chào hàng, sẽ bán hàng, sẽ giới thiệu sản phẩm. Liên kết tức là kết nối, là đường dẫn, là cái đường link á, là ấn vô cái đường link á. Đó. Thì tiếp thị liên kết tức là bán hàng, giới thiệu thông qua một cái đường link, thông nói chung mình sẽ là người trung gian giới thiệu á. Và mình không phải người bán, tại mình không có sản phẩm, mình đứng giữa. Cũng không phải người mua, tại tôi đâu mua đâu, tôi chỉ xúi bà này mua của ông thôi, tôi đứng giữa mà. Thì người làm tiếp thị liên kết sẽ là người không cần vốn, không cần kinh nghiệm, không cần gì á, chỉ cần sáng tạo nội dung thôi ở trên TikTok. Nhưng mà cho em hỏi, có ai đang nghĩ làm tiếp thị liên kết kiểu này giống nhặt tiền lẻ không? Kiểu trời ơi, bao giờ giàu trời. Giờ coi như thầy Tuấn giới thiệu cho em cái áo đó là 50.000 nha, thầy sẽ được shop trích cho hẳn 20% luôn, là thầy được 10.000 lận. Thì theo mọi người bao giờ thầy giàu? 10.000 theo mọi người, 10.000 cho một cái áo thì mọi người sẽ cảm thấy là ôi nhặt tiền lẻ quá, cứ chắc bóp 10.000 thôi, thà đi làm văn phòng tháng 5 triệu cho lẹ. Mọi người có nghĩ vậy không? Mọi người có nghĩ là làm tiếp thị liên kết là mình sẽ nhặt tiền lẻ gì không? Giới thiệu cho bao nhiêu người thì mới được 1 triệu trời, một người được có 10.000. Theo cả nhà. Nhanh lắm. Sao nhanh ta? Tại sao nhanh? Bán 1.000 sản phẩm là được, làm sao để bán 1.000 sản phẩm đây? Trong giai đoạn đầu á, thực ra tiếp thị liên kết đã có từ lâu rồi cả nhà ha. Trước khi TikTok Shop ra đời là tiếp thị liên kết đã có cách đây mấy năm rồi. Ở trên Shopee, Lazada, Tiki, Accesstrade, Ecomobi, nó đã có quá nhiều nền tảng làm về tiếp thị liên kết rồi cả nhà ơi. Nhưng mà em, trời em được mọi người mời làm nhiều lắm, không làm tại vì em nghĩ là nhặt tiền lẻ. Thứ nhất á, là Facebook của em á, chỉ có vài trăm bạn thôi, em không có fanpage, không có cái một cái fanpage rồi vài chục ngàn người theo dõi. Gắn cái link lên đó rồi bao nhiêu người ấn vào, đăng một cái vài post bạn bè thì được 1.000 người. Đến lúc đăng lên thì khoảng coi như nhiều đi ha, 500 người xem. 500 người xem đó thì chỉ có 200 người là quan tâm đến cái đường link. 100 người ấn vào xem, 50 người quyết định mua hàng, mà cuối cùng có 5 người thanh toán. Đến lúc gửi tới nơi hết 5 ông bom hàng, hết tiền luôn á. Nên là em nghĩ là mấy cái lẻ tẻ như vậy, bạn bè mình không có nhiều, mối quan hệ không nhiều, em không làm. Nhưng TikTok Shop lại khác. TikTok Shop nó là cái thứ mà nó sẽ đưa video của các anh chị lên xu hướng, ngay cả khi mình không có một miếng follow hay một miếng bạn bè nào hết. Nên cái chuyện mà một người không có, gọi là không có follow mà họ có thể tạo ra tiền trăm, tiền triệu ngay từ những ngày đầu tiên ở trên TikTok Shop là có. Và ngày mai em sẽ cho mọi người xem những cái nhân chứng cụ thể đó luôn nha, cho mọi người xem những cái ví dụ cụ thể đó luôn. Nên ở đây em muốn nói với mọi người á, với tiếp thị liên kết với TikTok Shop á, thì các anh chị sẽ có thể kiếm tiền ngay cả khi mà mình chưa có nhiều vốn hay chưa có nhiều kinh nghiệm để kinh doanh, bán hàng hay là điều hành một cái doanh nghiệp, hay là đóng gói sản phẩm, xử lý đơn hàng, xử lý khiếu nại, chăm sóc khách hàng, tất cả những cái đó. Tại sao em dám nói mạnh miệng vậy? Tại vì hiện tại Thoa đang làm tiếp thị liên kết và Thoa cảm thấy cực kỳ sung sướng với cái việc đó. Nói chung là làm tiếp thị liên kết xong thấy làm seller, làm người bán cực thiệt mọi người. Và các anh chị có thể thấy là ở trên kênh TikTok của em sẽ có phần giỏ hàng này nè. Thì cái giỏ hàng này chính là cái giỏ hàng TikTok Shop cả nhà ha. Giỏ hàng TikTok Shop nó sẽ vào phần TikTok Shop của mình. Thì cái này ngày mai em sẽ show cho mọi người xem rõ hơn về cái phần này ha. Rồi, cái cách kiếm tiền thứ... cái affiliate vừa rồi là thứ bảy đúng không? Cách kiếm tiền tiếp theo đó sẽ là mọi người sẽ chạy quảng cáo. Bây giờ ví dụ như để em coi ai đang nhìn em nha. Chị Nhàn Trương sẽ có một cái video ra đường rất là tốt luôn á. 10.000 lượt xem, video 10.000 lượt xem mà chỉ có được 100 đơn. Thì em 10.000 lượt xem 100 đơn cũng bình thường, cũng không ấy. Ok, coi như 10.000 lượt xem chị được 200 đơn đi. Chị sẽ kiểu cái này mà 20.000, 30.000 lượt xem là mình còn ngon nữa. Việc của mình là mình sẽ bỏ ra chút xíu tiền chạy quảng cáo để gia tăng cái số lượt người mà video đó sẽ tiếp cận đến. Để càng tiếp cận nhiều người thì khả năng ra đơn nó sẽ càng ok. Nhưng mà mọi người nhớ tính giùm em là ok, mình bỏ ra 1 đồng nhưng mình thu lại 5 đồng, 10 đồng thì mình mới bỏ nha. Còn bỏ ra 10 đồng hồi ra lại đúng 10 đồng thôi, mình nghĩ nha, mình không có rảnh nha mọi người. Nên là cái việc chạy quảng cáo sẽ là cách để gia tăng cái khả năng mà cái video hoặc cái livestream của các anh chị tiếp cận đến người dùng và ra đơn tốt hơn. Nếu mọi người thấy khả năng ra đơn, gọi là khả năng ra đơn organic. Khả năng ra đơn organic tức là khả năng ra đơn organic là gì mọi người? Khả năng ra đơn, tự nhiên quên mất tiếng Việt rồi. Tức là khả năng ra đơn ban đầu của mọi người á,
là nó đã tự nhiên, cảm ơn anh Khang, khả năng ra đơn tự nhiên của mọi người nó đã tốt rồi á, chạy thêm quảng cáo để gia tăng lượng người tiếp cận. Còn ngay từ đầu mọi người thấy chạy lên 100.000 lượt xem rồi á, tức là tự động nha, tự nhiên 100.000 lượt xem á, mà không có đơn nào á, cân nhắc dùm em, từ từ đừng chạy quảng cáo nha. Có thêm đơn thì thêm người xem chứ cũng không ai mua, tại vì video đó bản chất người ta không có thích, không có khuyến khích người ta ra đơn được á, không khuyến khích người ta đặt hàng được á, thì cân nhắc bỏ qua khúc đó nha. Rồi, và cái cách thứ 9 á, mọi người sẽ làm những cái dịch vụ liên quan đến TikTok để có thể tạo ra thu nhập với cái nền tảng này. Ví dụ sáng tạo tức là content creator, tức là các anh chị sẽ viết kịch bản cho các shop, các kênh, các công ty, để từ cái kịch bản của các anh chị người ta sẽ lên video người ta quay. Tức là đôi khi người ta không nghĩ ra nổi kịch bản luôn á mọi người, thì mình sẽ là người viết kịch bản, viết cái nội dung cho kênh, cho video của họ. Và giờ cái dịch vụ đó nó rất là nổi luôn á cả nhà. Cái tiếp theo là mọi người sẽ làm dịch vụ về quay dựng video, hoặc là xây kênh TikTok, hoặc là bán các thiết bị về quay dựng giống em. Thì nó sẽ rất là dễ để cho người dùng dễ để cho mình tiếp cận với người dùng và người mua hàng ngay trên chính cái nền tảng này luôn. Và ngoài ra mọi người cũng có thể làm dịch vụ chạy quảng cáo, nếu mà các anh chị đã biết chạy quảng cáo, tại vì không phải ai cũng biết chạy quảng cáo á, mà nếu mình bỏ tiền vung tiền chạy bậy á, thì có thể sẽ tốn rất là nhiều tiền á, là sẽ có nhiều bên là họ sẽ có dịch vụ họ chạy quảng cáo cho các anh chị luôn, để đảm bảo cái khả năng đánh đến tệp khách hàng của mình nó đúng và nó nhanh và nó tối ưu nhất cả nhà ha. Thì đó là chính cái cách mà mọi người có thể tạo thu nhập ở trên TikTok. Không biết mọi người có cần em nhắc lại sơ sơ cho mọi người không? Tính ra là hồi nãy em đọc theo trí nhớ này, em cũng không có đảm bảo là em sẽ ấy đúng cho mọi người đâu. Cái thứ nhất là mọi người sẽ bán hàng qua video, thứ hai là bán hàng qua livestream, thứ ba là mọi người sẽ nhận quà tặng ở trên video và livestream, thứ tư là mọi người sẽ bán khóa học thông qua cái tính năng tuyển tập, thứ năm là các anh chị sẽ, cái tội mà học thuộc lòng, thứ năm là các anh chị sẽ nhận booking trên kênh của mình, trên video, trên livestream, thứ sáu là mọi người sẽ thu hút khách hàng qua nền tảng khác để mình tận dụng bằng tính năng đăng ký ngay. Thứ năm hay thứ sáu em lại quên mất tiếp, cái thứ tiếp theo là mình sẽ làm tiếp thị liên kết nha, thứ tiếp theo nữa là mình sẽ chạy quảng cáo, và thứ cuối cùng là mình sẽ làm những dịch vụ liên quan đến TikTok cả nhà ha. Thì thực ra sau này nó sẽ phát triển lên rất là nhiều cái cách thức để mọi người kiếm tiền khác, nhưng mà đây là những cái cách mà đại đa số mọi người đang sử dụng, đang làm và đang tạo ra doanh thu chính ở trên TikTok. Còn sau này biết đâu các anh chị sẽ có những cách kiếm tiền khác, thì lúc đó có thể báo lại với em nha, để em nốt, em cập nhật giáo trình đúng cái gì hết trơn á. Ok mọi người nha, hy vọng là mọi người sẽ có cái định hướng rõ hơn là mình sắp tới đây mình sẽ kiếm tiền theo cái cách nào hay theo cái hướng nào ở trên TikTok, và không có cảm thấy bị mông lung kiểu làm TikTok có ra tiền không cả nhà. Có nhiều cách để ra tiền lắm. Dạ ok, trả lại đất cho thầy. Ok rồi, cảm ơn cô Thoa rất nhiều. Rồi có anh chị nào muốn giao lưu với cô Thoa, hỏi về những cái phần cô Thoa nói về kiếm tiền không, thì chắc Tuấn có thể cho nhanh các anh chị khoảng 3 người ha. Rồi anh chị nào muốn giao lưu với cô Thoa về cái phần kiếm tiền hồi nãy á, có thể bấm nút cho tay để giao lưu với cô Thoa khoảng 3 câu hỏi nhanh nha. Có chị Minh Thư hỏi một câu rất là hay cả nhà ơi. Còn tính năng bật kiếm tiền qua view thì sao? TikTok Việt Nam chưa có tính năng bật kiếm tiền cả nhà ơi. Nên tuyệt đối không nghe bất kỳ ai dụ các anh chị là sẽ fake ID hoặc là chuyển cái kênh mình ra nước ngoài để kiếm tiền nha. Tiền mất tật mang luôn á. Em nói rồi, mấy cái kiểu quăng tiền vô tội vạ cho một cái nhóm nào đó để thay đổi một cái gì đó trên kênh của mình thì tốt nhất mời em đi ăn lẩu hay gì lao mọi người ha. Nó lợi hơn nhiều á. Cái họ không có tính năng đó. TikTok Việt Nam chưa có tính năng đó. Dạ ok. Rồi mời bạn Hậu Nguyễn ạ. Dạ, cam của em hỏng nên là em không mở được cam. Thì em rồi. Xin được câu hỏi cho nhiều cô bay đi trả lời. Tức là em lại nghĩ trong đầu tự nhiên lại quên mất rồi. Em muốn làm như ở mình làm về kênh TikTok Shop rất là nổi lên ấy, thì bên em mà muốn nhờ các bạn bán affiliate ấy, tức là em bên em là có xưởng may và em mong muốn là tìm kiếm các bạn để bán affiliate cái sản phẩm của bên em ấy. Là mình tìm kiếm nhờ những cái bạn như thế thì mình nên tìm kiếm như nào để có hiệu quả nhất và các bạn có thể bán affiliate cho xưởng của mình.
cái này nó là cả một khoảng một tiếng chia sẻ gì ạ. Nhưng mà em có thể hướng dẫn sơ cho chị, đó là mình có thể vào trên cái web TikTok Seller và mình vào cái phần tiếp thị liên kết giúp em, và cái phần học viện Seller thì trong đó nó sẽ có nguyên một cái mục hướng dẫn cho cả nhà cách để có thể liên hệ và tìm kiếm các KOC các bạn đã có kênh ở trên TikTok nha. Vào trang web TikTok Seller, phần học viện, và tìm vào cái phần tiếp thị liên kết, nó sẽ có phần hướng dẫn chi tiết cho mình trong đó. Dạ ok chị nha. Rồi, mời chị mật ong An An ạ. Alo. Rồi, bật mic lên ạ. Alo. Rồi, nghe rồi ạ. Mình muốn dạng như trước mình có tạo TikTok shop rồi á, nhưng mà nó không có ra đơn. Bây giờ mình hủy mình tạo để mình gắn với lại TikTok mới hay là sao? Ờ, mình add thêm được chị, không cần hủy đâu. Một kênh TikTok thì sẽ có một TikTok shop có thể add được với một kênh TikTok chính và bốn kênh TikTok phụ. Nên là chị có thể add thêm, không cần phải bỏ ra đâu. Bên mình có hướng dẫn cái để làm cái TikTok shop nó lại không? Thì mình cũng bên cái tính năng đó, nói chung nó cũng không có rõ nhưng rõ lắm. TikTok shop là cho người bán hả chị? Cho người bán. Thực ra TikTok shop là cho người bán, chị hoàn toàn có thể lên YouTube và các nền tảng mình sẽ cái cách ấy là được. Ok. Rồi mời một người nữa, mời bạn Tracy Ngọc. Alo, chào thầy. Em muốn hỏi là giả sử bây giờ em có thể liên kết là ba tài khoản TikTok phụ thêm vô một cái TikTok shop luôn được không thầy? Được chị. Dạ. Vậy bây giờ em hỏi là em gắn nhỏ hàng á, nhưng mà em không có hiện lên được thì em phải làm sao hả chị? Nhỏ hàng mà không hiện gì chị? Em chưa hiểu. Giả sử em gắn nhỏ hàng lên tiếp thị liên kết đó, nhưng mà không có được hiện lên trên cái trang TikTok đó chị. TikTok shop á. Cái kênh của chị liên kết làm tài khoản chính của cái TikTok shop đúng không? Dạ. Là cái sản phẩm của chị là sản phẩm chị liên kết chứ không phải là sản phẩm của shop chị đúng không? Không phải sản phẩm của chính chị không phải là người gửi hàng. Đúng không? Chị không phải là người gửi hàng đúng không? Alo. Anh nhớ. Ok, thôi mình sẽ qua. Rồi, một bạn hỏi em muốn học chi tiết chính cách cô ba nói thầy ơi. Học thầy không kịp rồi đó. Chính cách thầy cốt cho thầy cốt 1-1 đi, chính cách hơi mệt nha. Ok rồi, cảm ơn cô Thao rất là nhiều. Rồi các anh chị đã được gọi là chia sẻ về phần rất hấp dẫn của cô Thao về cách kiếm tiền đúng không? Ok, cảm ơn cô Thao một lần nữa ha. Rồi các anh chị sẽ gặp lại cô Thao trong buổi học tối ngày mai. Các anh chị đừng có bỏ lỡ nha. Mai mai nha mọi người, mai là bán hàng với mai có tiền á. Bye bye mọi người. Cảm ơn cô Thao rất là nhiều. Rồi ok các anh chị. Rồi chúng ta đi tiếp cái buổi ngày hôm nay ha. Rồi sau khi anh chị đã được Tuấn hướng dẫn cái cách tạo kênh mới kiếm chuẩn đúng không? Thuật toán nè. Rồi cô Tha cho chia sẻ chị những cách kiếm tiền trên TikTok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng nhất của cái khóa học này, đó là cho các anh chị cái công thức làm sao các anh chị có thể xây kênh với một thời gian nhanh nhất đúng không ạ? Ví dụ như hồi xưa Tuấn biết rằng anh chị đã đôi khi anh chị nghe chia sẻ đâu đó thì cái công thức xây kênh, ví dụ như mỗi ngày anh chị đăng video đó, rồi sau đó 1-2 tháng anh chị sẽ có một cái kênh vài ngàn follow đó. Nhưng bản thân Tuấn thì có trải nghiệm để tạo ra một cái kết quả nó nhanh hơn rất là nhiều cho Tuấn và cho cả rất là nhiều những học viên của Tuấn trong hơn 2 năm qua. Rồi bao nhiêu chị quan tâm đến việc làm sao chúng ta có một cái kết quả tốt nhất khi chúng ta xây kênh à? Có thể comment với tôi Tuấn được không ạ? Ok, rồi thì phần này Tuấn sẽ chia sẻ cho anh chị về cái chiến lược xây kênh TikTok thần tốc. Xây kênh TikTok thần tốc. Thì thần tốc như sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ xây kênh làm sao mà có kết quả nhanh nhất. Đó, có kết quả nhanh nhất. Thì có kết quả nhanh nó sẽ có hai cái điều lợi. Thứ nhất là gì ạ? Nó rút ngắn thời gian chúng ta lại. Và thứ hai là sao? Chúng ta sẽ có nhiều cái cảm hứng để chúng ta làm. Đúng không? Có nhiều động lực hơn chúng ta làm. Cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta có kết quả rồi thì cái sức mạnh tinh thần của mình sẽ mạnh hơn. Và đương nhiên lúc đó chúng ta sẽ có nhiều động lực để chúng ta làm cho nó đâu ngon đâu khoai đúng không ạ?
Đó, thì đây là cái chiến lược mà Tuấn đã đúc kết sau khoảng một thời gian rất là dài Tuấn trải nghiệm với TikTok đó, và Tuấn áp dụng cho bản thân mình và cho các học viên của Tuấn trong hơn 2 năm qua. Rồi thì các chị thấy rằng qua những cái kết quả này thì các chị thấy là cái thời gian của chúng ta xây kênh nó sẽ rút ngắn rất là nhiều, không phải là một tháng, hai tháng mà đôi khi nó tính bằng ngày. Đó, thì các anh chị thấy cái thông điệp của Tuấn khi mà các anh chị đọc đó, đọc về cái khóa học này đó là phương pháp xây kênh 10.000 follow sau 21 ngày, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi có những học viên có được những cái thành quả nó còn nhanh hơn nữa. Ví dụ như bản thân Tuấn đi là đạt, có cái trải nghiệm là đạt một cái kênh TikTok là trong vòng 8 ngày được hơn 10.000 follow. Đó, như cô Thoa thì là 4 ngày được 10.000 follow anh chị ha. Đó thì cái chiến lược này như thế nào các anh chị? Rồi thì chiến lược này Tuấn sẽ chia làm hai giai đoạn ha, chia làm hai giai đoạn. Rồi giai đoạn thứ nhất. Rồi giai đoạn này là giai đoạn mà Tuấn sẽ đặt một cái mục tiêu đầu tiên và cũng là cái mục tiêu mà nó gọi là mang tính bước ngoặt, đó là anh chị sẽ đạt được 1.000 follow trong 7 ngày. À, mình có một cái mốc nhất định đó là mình đạt 1.000 follow trong 7 ngày. Rồi tại sao là không phải là 10 ngày, 5 ngày hay là 15 ngày mà là 7 ngày? Đó thì tôi nói 7 ngày là nó áp dụng theo một cái thuật toán gọi là ẩn của TikTok, đó là 7 ngày ưu ái. À, tức là trong 7 ngày này nếu mà các anh chị lập kênh mới mà có làm nội dung hay và đăng một cái tần suất mà nó tối ưu thì TikTok nó sẽ ưu tiên phân phối cho cái kênh anh chị hơn. Được chưa ạ? Đó, thì đây là một cái luật ngầm của TikTok ha, tức là TikTok không công bố trực tiếp, nhưng mà được cũng khá là nhiều những cái người làm TikTok, nhà sáng tạo mà kỳ cựu công nhận. Rồi thì vậy thì làm cách nào mà chúng ta đạt được một cái mục tiêu đầu tiên, đó là mình đạt 1.000 follow trong 7 ngày đầu các anh chị. Đó, thì bí quyết đó là chúng ta cần có video lên đề xuất trong giai đoạn này anh chị ha, chúng ta cần có video lên đề xuất trong giai đoạn này. Rồi thì video đề xuất như thế nào thì nãy chị đã được học trong phần đầu, đúng không ạ? Đó là chúng ta phải làm sao mà video chúng ta đạt được những cái tiêu chí mà TikTok đưa ra, ví dụ như là nội dung hay nè, giữ chân khách hàng lâu đó, thì lúc đó sao ạ? TikTok xem đây là một cái video hay và nó sẽ phân phối tiếp cho các anh chị, nhiều người xem hơn thì nó được gọi là video lên đề xuất. Thì trong giai đoạn này anh chị phải làm sao mà để cho chúng ta có video lên đề xuất thì chúng ta mới đạt được cái con số 1.000 follow này. Không phải là anh chị cứ đăng nhiều video là anh chị được đâu nha anh chị. À, quan trọng là gì? Anh chị đăng nhiều nhưng anh chị phải có video lên đề xuất. Được kìa. Thì nó sẽ có hai yếu tố như sau. Yếu tố cần và cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là anh chị phải làm nội dung video hay. Tức là anh chị phải biết làm video hay. À, thì đương nhiên cái phần này thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để anh chị có thể tập luyện cái cách mà chọn kịch bản nè, đó, cách quay dựng nè, rồi cái cách làm sao đăng. Cách làm sao mà đăng để cho nó tối ưu đó, thì đó là cách anh chị sẽ cần phải học. Rồi và cái thứ hai, yếu tố thứ hai đó là gì anh chị? Đó là anh chị phải đăng tần suất cho nó tối ưu nhất. Tức là hai, nó lại như hai yếu tố. Đầu tiên, đó là anh chị cần phải có video hay, và yếu tố thứ hai đó là anh chị đăng cái tần suất tối ưu. Rồi thì cái tần suất như thế nào là tối ưu anh chị, Tuấn sẽ tiết lộ luôn, đó là trong 7 ngày đầu mỗi ngày anh chị đăng dùng Tuấn ít nhất là từ 2-3 video. Ok ha, mình hai ba video. Thì chúng biết rằng rất nhiều anh chị đã được hướng dẫn là mỗi ngày chúng ta đăng thường xuyên một video đúng không? Nhưng mà với cách của Tuấn á, tức là anh chị sẽ không có bắn đạn lẻ, mà anh chị nên dồn đạn và bắn một lần. Đó, tức là chúng ta sẽ dành rất là nhiều những cái thời gian đăng đầu tiên, đó là trong 7 ngày đầu. Mỗi ngày anh chị đăng Tuấn từ 2-3 video và mỗi video anh chị đăng cách nhau gần khoảng 6 tiếng. Ha, đó. Thì tại sao chúng ta cần đăng với cái số lượng như vậy anh chị? Thứ nhất là gì ạ? Anh chị sẽ có cái xác suất video lên xuất nó nhiều hơn. Được chưa? Nếu mà anh chị một ngày anh chị đăng một video đúng không? Thì có nghĩa là xác suất là anh chị có một thôi. Nhưng mà một ngày anh chị đăng ba cái thì xác suất chúng ta là nhân ba lần nữa mà, và chúng ta đăng đều đặn như vậy thì anh chị cũng sẽ lấy được cái điểm gì ạ? Một cái điểm là điểm trọng lượng kênh của TikTok trong 7 ngày đầu này. Đó, tức là chúng ta sẽ ghi dấu ấn với TikTok trong giai đoạn đầu. Như tôi nói hồi nãy á, là trong 7 ngày đầu á, là 7 ngày giống như là thử việc á. Thì thường thử việc á, là TikTok nó sẽ rất là soi các anh chị, giống như là anh chị mình đi làm á. Thì 7 ngày đầu á, khi mà chúng ta thử việc á, thì thường là sếp soi mình lắm đúng không? Thì đang vậy. Cho nên nếu mà chúng ta gây ấn tượng tốt với TikTok từ nội dung cho tới từng suất đăng thì khả năng cao cái kênh mình sẽ đạt được cái lượng follow cao là rất rất là lớn. Đó. Ok ha, đó là giai đoạn 1. Đó là chúng ta sẽ đặt một cái mục tiêu là 1.000 follow trong 7 ngày đầu. Ok, thì có thể là anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu này đôi khi chỉ có vài tiếng thôi, đôi khi trong một đêm, có người thì vài ngày.
Được chưa? Rồi thì sau khi chúng ta quay đường 1 rồi thì mình sẽ đặt một mục tiêu cao hơn trong giai đoạn 2, đó là mình sẽ đạt được 10.000 follow sau 21 ngày. À, 10.000 follow sau 21 ngày. Rồi, thì để đạt được một cái cột mốc cao hơn như vậy, một bí quyết đó là anh chị sẽ làm sao để cho mình biến thành một cái kênh lên đề xuất. Đó. Thì hôm qua giờ anh chị đã được nghe khái niệm là gì ạ? Video lên đề xuất đúng không? Bây giờ mình nghe sẽ biết thêm một khái niệm, đó là kênh lên đề xuất. Vậy thì kênh lên đề xuất là gì anh chị? Đó là một cái kênh mà nó khi mà anh chị thấy một kênh lên đề xuất đó, tức là anh chị thấy một dấu hiệu là gì? Là tất cả những cái video nó được đẩy lên rất đều. Đó. Ví dụ anh chị thấy là video đều đều khoảng cái nào cũng 5-10.000 view đó trở lên, thì đó là một cái video được, cái kênh được lên đề xuất. Còn một cái kênh mà chưa lên đề xuất á, nó vẫn có thể có video lên đề xuất nha anh chị, nhưng mà anh chị thấy là lâu đó nó vẫn lạc đề, có những video nó chỉ có vài trăm view, nhưng có những video nó lại mấy chục ngàn hoặc là mấy trăm ngàn view, thì nó vẫn có video lên đề xuất nha, nhưng cái lượng view nó không có đều. À, rồi vậy thì làm sao chúng ta có được cái kênh lên đề xuất này để mình đạt được một cái mục tiêu cao hơn, đó là 10.000 follow trong 21 ngày anh chị. Rồi bí quyết đó là anh chị sẽ cần có thêm nhiều video lên đề xuất cộng với mình giữ được cái điểm trọng lượng kênh tốt. À, rồi vậy thì để đạt được điều này á, thì Tuấn sư khuyến khích anh chị á, là trong 21 ngày này thì chúng ta sẽ đăng đều mỗi ngày là 2 video. À, tối thiểu là 1 video nhưng mà tốt nhất là 2 video. Tức là trong 7 ngày đầu thì anh chị đăng từ 2 đến 3 đúng không? Sau đó anh chị sẽ đăng tiếp một tuần là mỗi ngày ít nhất là 2 video. Để chi ạ? Để cho anh chị sẽ có gia tăng nhiều video lên đề xuất. Và khi mà chúng ta đăng đều và đăng với tần suất như vậy á, thì cái điểm trọng lượng kênh mình nó cũng sẽ được rất là cao. Đó, và TikTok nó rất thích những kênh nào mà làm đều đặn chăm chỉ mà còn làm hay nữa, đúng không? Tức là đã đẹp rồi mà còn giỏi mà còn chuyên cần nữa thì thôi rồi, ai mà chẳng mê đúng không ạ? Đó, thì trong giai đoạn đầu nếu mà anh chị làm theo công thức này thì Tuấn cam đoan rằng cái kết quả chúng ta sẽ rất là nhanh. À, nhưng đương nhiên với điều kiện là anh chị phải làm video hay nha. Đó, cái điều kiện cần là video phải hay. Rồi, vậy thì sau đây là những công thức hỗ trợ để giúp cho anh chị đạt được cái mục tiêu này. À, rồi, công thức đầu tiên đó là anh chị cần phải tạo kênh chuẩn ngay từ đầu. Thì cái này là hồi nãy anh chị đã được Tuấn xử lý trong trong cái phần đầu tiên rồi ha. Tức là khi mà anh chị có được một kênh chuẩn á, thì chúng ta đăng video lên, nó sẽ phân phối đúng cái tệp khán giả ngay từ đầu luôn. Đó, giống như anh chị làm ra một cái sản phẩm rất hay, nhưng cái sản phẩm đó nó phải đến đúng tay người đúng không? Đúng tay người có nhu cầu, thì khi họ được đáp ứng nhu cầu và thấy hay thì họ mới ủng hộ mình. À, do đó điều này tương tự ha, đó chúng ta tạo kênh thì ok ai cũng tạo được, nhưng tạo kênh chuẩn để mà nó được phân phối đúng cái người khán giả mà anh chị mong muốn á, là điều cực kỳ quan trọng trong giai đoạn đầu. Ok ha. Rồi công thức thứ hai đó là trong giai đoạn đầu anh chị hãy làm nội dung để tập trung vào khán giả thay vì khách hàng. Tức là mình có một thói quen đó gì ạ anh chị, đặc biệt là các anh chị mà xây dựng nhân hiệu á, ở đây cũng không nói là các anh chị làm về những sản phẩm trực tiếp bán trên TikTok Shop, mà tính đang nói những anh chị nào làm nhân hiệu á, thì trong giai đoạn đầu á, anh chị nên tập trung vào việc trao giá trị nhiều hơn là chúng ta bán hàng ha, trao giá trị nhiều hơn mà thay vì bán hàng đó. Bởi vì sao? Ví dụ như anh chị làm về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đi, hoặc là saffron đi, đúng không? Thì anh chị sẽ có xu hướng là gì ạ? Chúng ta sẽ nói về cái sản phẩm của mình. Nhưng mà với Tuấn thì trong giai đoạn đầu anh chị nên tập trung gì ạ? Mình trao giá trị về sức khỏe nói chung. Đó, thì cái nhóm mà quan tâm sức khỏe đó, họ sẽ quan tâm đến kênh anh chị. Họ sẽ quan tâm đến anh chị. Thì sau này khi anh chị đưa cho họ một cái giải pháp nào đó, ví dụ như saffron hay là nghệ mật ong hay là gì đó, thì đông trùng hạ thảo gì đó, thì lúc đó cái sản phẩm của anh chị nó mới được chuyển hóa một cách tự nhiên nhất đến với khán giả. À, rồi. Còn các chị nào mà muốn làm bán hàng trực tiếp thì chúng ta sẽ gắn trực tiếp hàng TikTok Shop. Đó, thì đương nhiên là nó sẽ không có phù hợp với cái công thức này. Ở đây tôi đang nói chung về những người nào mà là xây dựng nhân hiệu. Đó, thì chúng ta nên tập trung vào khán giả trong dần đầu anh chị ha. Rồi, cái thứ ba đó là anh chị nên đăng nhất quán một chủ đề. Đó, thì cái này hôm qua Tuấn với Thoa đã nói rất là nhiều rồi. Đó, đó là anh chị hãy chọn chủ đề. Và sau đó chúng ta hãy đi sâu vào chủ đề đó thôi ha. Chúng ta không có đi lan man vào chủ đề khác. Được chưa? Rồi, và cái thứ tư. À, đó là trong giai đoạn đầu thì sẽ khuyến khích anh chị làm video ngắn thôi. À, mà tốt nhất là dưới 60 giây. Thì nó sẽ có hai lý do sau. Thứ nhất là khi anh chị đăng video dưới 60 giây á, thì anh chị sẽ được đăng lên được nhiều cái nền tảng khác nhau hơn. Ví dụ YouTube Short và Facebook Reel. Đó, đó là hai cái nền tảng mà nó cho phép anh chị đăng video cỡ 60 giây. Bây giờ Reel thì mới cho anh chị đăng cỡ 2 phút ha. Đó, nhưng mà trước đây thì cho 60 giây thôi.
Cho nên anh chị hãy làm sao làm video 60 giây thì lúc đó anh chị sẽ đăng lên nhiều nền tảng khác nhau, nó sẽ tiện hơn cho các anh chị. Rồi cái thứ hai đó là anh chị làm video ngắn 60 giây á, thì anh chị sẽ dễ khiến cho khán giả họ xem hết hơn. Còn nếu mà anh chị làm quá dài á, thì xác suất người ta nghe hết cái video anh chị nó sẽ ít hơn, đúng không? Đó, thì tự nhiên là mình sẽ giảm bớt cái khả năng lên xuống của mình. Cho nên trong giai đoạn đầu Tuấn khuyến khích anh chị đừng có ham làm dài quá. Trừ một số những cái chủ đề đặc biệt thôi. Ví dụ kể chuyện hay gì đó. Thì chúng ta có thể là du di, nhưng mà trong giai đoạn đầu thì khuyến khích anh chị vẫn nên làm video ngắn 60 giây thôi ha, để mình có nhiều cái xác suất mình nó xu hướng hơn. Rồi cái thứ năm là cái quan trọng nhất trong tất cả những công thức này, đó là anh chị hãy làm sao mà giữ chân người xem trong vòng 8 giờ đầu nhận Tuấn, được chưa? Anh chị đã học trong cái phần đầu đó là Tuấn nói về cái thuật toán TikTok, đó là khi mà anh chị giữ chân khán giả được từ ít nhất từ 3 đến 8 giây thì đầu tiên là anh chị sẽ được một lượt xem, đúng không? Và khi mà anh chị giữ chân họ trong vòng 8 giây đầu có nghĩa là sao? Có nghĩa là xác suất mà họ sẽ xem tiếp anh chị nó sẽ cao hơn. Đồng ý không ạ? Và 8 giây đầu là 8 giây mà người ta xác định người ta có coi tiếp video anh chị hay không nữa. Đó. Cho nên là anh chị hãy lưu ý là tất cả những cái gì mà ấn tượng nhất nè, gây cấn nhất nè, rồi cao trào nhất, hấp dẫn nhất, hãy để lên đầu. Hãy để lên đầu video. Anh chị thấy là có rất nhiều những cái video ha, người ta cắt một cái đoạn hay nhất người ta bỏ lên đầu. Rồi sau đó người ta mới tu lại từ đầu cho người ta xem. Hoặc là anh chị phải có một cái hành động nào đó, có một cái cử chỉ nào đó mà gây ấn tượng cho họ, để cho họ khán giả họ đủ, gọi là họ đủ ấn tượng, họ xem tiếp anh chị á. Cái này nó đến từ gì anh chị? Nó đến từ cái đặc thù của TikTok. TikTok là một cái nền tảng mà người xem họ không biết là video tiếp theo họ xem là cái gì. Anh chị đồng ý không? Nó khác với Facebook hoặc là YouTube, đúng không ạ? Ví dụ như YouTube đi, thì anh chị sẽ gõ cái từ khóa vào, sau đó anh chị sẽ chọn video anh chị xem. Nhưng mà với TikTok á, là người ta sẽ không biết được rằng cái video tiếp theo họ xem là cái video nào. Cho nên nếu mà những cái giai đầu tiên anh chị không đủ gây ấn tượng với họ thì họ sẽ lướt đi rất là nhanh. Đó. Do đó cái cuộc chiến mà 8 giây đầu là cái cuộc chiến quan trọng nhất khi mà chúng ta làm video. Và anh chị có thành công hay không là thành công trong 8 giây đầu của video anh chị á. Đó. Đương nhiên để anh chị có được những chiến này thì mình sẽ cần đào sâu hơn một tí ha. Rồi cái tiếp theo đó là anh chị nên dùng nhạc nền xu hướng của TikTok. Đó. Thì cái này nó đến từ một cái đặc thù của TikTok, đó là TikTok là một nền tảng rất là mạnh về phần âm thanh. Anh chị đồng ý không ạ? Rất mạnh về phần âm thanh. Đó. Cho nên sao anh chị? Cho nên là sẽ khuyến khích anh chị trong thời gian đầu ấy, mình sẽ nên dùng nhạc nền xu hướng của TikTok thay vì anh chị dùng nhạc của anh chị. Bởi vì tôi biết rằng trong đây ai cũng sẽ có riêng cho mình những cái thể loại nhạc mình thích, đúng không? Nhưng mà cái mình thích chưa chắc là cái đám đông thích. Còn cái nhạc nền xu hướng có nghĩa là sao? Có nghĩa là đó là một cái nhạc đang phổ biến, đang thịnh hành. Do đó khi anh chị dùng nó sẽ hai tác dụng, là một đó là gì ạ? Người ta sẽ thấy quen thuộc và cái khả năng người ta ở lại video sẽ cao hơn. Và cái thứ hai là gì ạ? TikTok nó có một cơ chế, đó là nó sẽ cho xuất hiện tất cả những cái video nào sử dụng một cái âm thanh nào đó. Thì khi mà người ta vào trong cái phần âm thanh đó, người ta sẽ thấy video của bạn. Thì từ đó là các anh chị sẽ dễ dàng có thêm những cái lượt xem mới, lượt xem tự nhiên. Hồi nãy chị cô Tha nói là organic á, tức là lượt xem tự nhiên ha, từ những chính cái phần này của TikTok, được chưa? Cho nên là Tuấn khuyến khích anh chị là chúng ta nên dùng nhạc nền xuống TikTok ha, thay vì vì dùng nhạc của anh chị. Rồi cái thứ theo đó là anh chị cần nên có những kịch bản mà cho người xem họ tương tác hoặc là xem lại video của anh chị. Ví dụ như cuối video ha, anh chị có thể nói một cái câu nào đó là vậy thì ý kiến của bạn như thế nào, hãy cho tôi biết nhé. Hoặc là vậy thì cái quan điểm của bạn như thế nào về đó, về việc này, anh chị comment bên dưới. Đó, tức là anh chị sẽ làm sao mà có những cái câu khơi gợi để cho người ta tương tác hoặc là bình luận vào. Thì khi mà có nhiều bình luận hoặc nhiều tương tác á, thì TikTok nó sẽ đánh giá đây là một cái video nó thu hút người xem, thu hút dư luận. Và nó sẽ cho video anh chị sẽ lên xuống nhanh hơn. Hoặc là như tôi nói là hồi nãy là nó có một số những cái mẹo để giúp cho anh chị có thể khiến cho khán giả họ xem lại. Ví dụ như là câu cuối, mình nói một câu nào đó mà nó sẽ tiếp nối cái câu đầu tiên. Thì khi người ta nghe, người ta không phân biệt được đó là video đã hết. Thế là người ta cứ xem tiếp thì chúng ta sẽ ăn cái điểm là điểm xem lại. Ok ha. Và cái cuối cùng đó là anh chị nên gắn hashtag đúng chuẩn. Rồi ở đây cho Tuấn hỏi là bao nhiêu anh chị đã biết hashtag rồi cho Tuấn số 1, bao nhiêu anh chị chưa biết cho số 0, được không ạ? Để cho Tuấn biết là Tuấn giải thích cho các anh chị ha. Có một số anh chị chưa biết đúng không? Rồi ok. Thì ví dụ cho anh chị đi ha. Ví dụ một cái video bất kỳ. Rồi. Anh chị sẽ thấy nè.
một cái video bất kỳ của TikTok thì nó thường là nó sẽ có một cái phần trong cái phần caption á, nó luôn luôn có gì ạ, nó luôn luôn có cái gọi là hashtag nè, à, hashtag nè, à, hashtag nè, được chưa ạ? Rồi kiếm một video Việt Nam đi, dạ, yeah, các bạn nào bạn bạn dữ vậy? Ok, ok, đây ví dụ như kênh của Bài Deep đi ha. Rồi các anh chị thấy là video bạn muốn làm video đó, anh chị thấy là sẽ có rất là nhiều những cái hashtag trong cái phần mô tả video đúng không? Đó, hashtag là một cái cụm từ khóa bắt đầu bằng dấu hăng đúng không? Đó, đây là hashtag này các anh chị ha, anh chị thấy nhìn bên tay phải nè, đây là hashtag. Rồi vậy thì hashtag trong TikTok nó có hai ý nghĩa anh chị. Một ý nghĩa là giống như là trên Facebook, tức là nó sẽ xuất hiện tất cả những cái video nào gắn hashtag này vào khi anh chị nhắc vô hashtag đó. À, và ý nghĩa thứ hai đó là nó giống như là một cái biển chỉ đường để anh chị dạy TikTok được rằng là video này của tôi nè, nội dung này tôi muốn phân phối về cái nhóm quan tâm đến chủ đề này. Được chưa ạ? Đó, ví dụ như thấy là ở đây ha, hashtag của cô Ba gắn nè, là có Thánh Công Nghệ nè, đúng không? Có TikTok Tech nè, xu hướng. Thì anh chị thấy sao ạ? À, tức là cái video này sẽ thiên về hướng những người quan tâm đến công nghệ và đặc biệt là nội dung về lòng tiếng. Được chưa ạ? Đó. Thì lúc đó nó sẽ ưu tiên phân phối đến những cái người quan tâm đến nhóm chủ đề này. Được chưa ạ? Hoặc là ví dụ như cụ thể hơn đi. À, ví dụ như anh chị làm trong lĩnh vực làm đẹp đúng không? Làm trong lĩnh vực làm đẹp. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là đôi khi anh chị sẽ làm những cái video về chăm sóc da. Đôi khi anh chị làm những cái video về trị mụn. Đôi khi làm video trị nám đúng không? Thì cái nhóm trị nám thì nó đâu quan tâm đến trị mụn đâu. Đó, thì anh chị sẽ có những cái hashtag về trị nám riêng cho cái video trị nám và cái hashtag riêng về trị mụn cho video trị mụn. Để làm chi? Để khi mà cái video trị nám anh chị đăng lên và gắn hashtag về trị nám á, thì nó sẽ phân phối vào nhóm quan tâm đến trị nám và ngược lại. Rồi các anh chị hiểu chưa? Nó đơn giản là anh chị sẽ dạy cho TikTok biết rằng cái video này của tôi nè, tôi đang muốn phân phối nội dung này vào trong cái nhóm đối tượng khách hàng cụ thể. Đó, thì nó sẽ giúp cho video của mình đến tay cái người xem gọi là đúng hơn, cần thiết hơn. Rồi, ok, thì đó là toàn bộ tất cả những công thức mà Tuấn chia sẻ cho anh chị trong cái phần gọi là công thức xây kênh đó, thần tốc. À, rồi thì phần này các anh chị nào có đặt câu hỏi nhưng mà có thể giơ tay lên ha, Tuấn sẽ hỏi nhanh đáp nhanh cho các anh chị. Rồi, có chị nào muốn đặt câu hỏi về cái này có thể giơ tay lên ha. Tuấn sẽ hỏi nhanh đáp nhanh để các anh chị. Cho em hỏi đăng ký doanh nghiệp thì không theo dòng nhào xu hướng TikTok được không thì ơi? Được ha, đăng ký tài khoản doanh nghiệp thì đương nhiên là mình sẽ không có nên dùng nhào xu hướng luôn. Mà có một vài nhào xu hướng thì có thể được, ha, nhưng một số thì không. Rồi, mời chị Nhân Trường ạ. Mời chị Nhân Trường ạ. Rồi, bật mic được cho chị. Ok, rồi chị nói đi ạ. Dạ thầy. Dạ. Dạ. Em muốn hỏi thầy, thầy vừa nói là gắn hashtag đúng chuẩn, thì làm sao để mình gắn hashtag được thầy? À, bây giờ nó có nhiều cách nha, tại vì cái này thì nó phải cần nhiều thời gian hơn để nói chuyên sâu. Đó thì thứ nhất là, cách dễ nhất là anh chị có thể copy những cái hashtag mà anh chị thấy là những từ những cái kênh mà họ gần giống với kênh chị nhất. Về chủ đề á, anh chị thấy họ gắn hashtag nào anh chị có thể nghiên cứu để mình gắn hashtag đó vào trong cái video của mình. Đó là cách mà tôi thấy đơn giản nhất. Và cái thứ hai là anh chị sẽ thấy là có những cái video nó đang là trào lưu á. Đó, và cái nội dung mình nó sẽ gần giống như cái nội dung đó, có thể gọi là kết nối được thì mình sẽ gắn cái hashtag xu hướng đó vào trong cái video của mình. Thì từ đó là mình sẽ ăn theo xu hướng đó và có thể video mình sẽ nhiều view hơn. À, còn chi tiết hơn thì chắc mình phải có nhiều thời gian hơn á, chứ bây giờ thì không có đủ thời gian để mà tôi nói kỹ hơn về hashtag hai chị ha. Dạ, dạ. Okay. Rồi, mời bạn Quỳnh Anh. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi là đăng video trong vòng 7 ngày á, mà mỗi lần 2 video thì cái ngày hôm sau mình đăng cái 2 video, ví dụ như mình đăng 2 đến 3 video tiếp theo thì cái khung giờ nó có cái cố định với cái video tức là nó có cố định cái giờ, có cần đăng trong một cái giờ cố định không, là muốn đăng giờ nào cũng được hả thầy? À, thật ra thì nên đăng cố định đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ nhớ. À, mình sẽ nhớ mình đăng giờ đó. Với lại trong thời gian đầu thì có thể là mình sẽ đăng nhiều giờ khác nhau để mình đo lường.
À, để mình đo được, không sao hết. Nhưng mà mỗi video thì nên cách nhau khoảng 6 tiếng để nó không bị đụng traffic. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi, ok. Rồi, mời bạn Hà Khánh Đắc ạ. Chào thầy, chào tất cả anh chị em ở trong nhóm ạ. Em thì em đang phân phối cái dòng sản phẩm mỹ phẩm. Thế mà bây giờ em mới vào học của thầy được khoảng được 1 tiếng rồi. Thế thì em cũng đang muốn là lập cái TikTok seller đấy. Em muốn mở cái tiếp thị liên kết, thì em muốn hỏi thầy để làm cách như thế nào ạ? TikTok shop thì ngày mai ha. Ngày mai là sẽ có cái phần chi tiết của cô Thoa về TikTok shop. Được chưa? Rồi hôm nay thì chúng ta tập trung nhiều vào cái phần xây dựng kênh. Ok ha, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn thầy. Rồi, bạn xin so thầy với cô có khóa chuyên sâu gì cấp em làm không? Chị em không sẵn nhiều quan hệ cá nhân. Ok, rồi bây giờ là 10 giờ kém 20. Cái phần Tuấn chia sẻ liên quan đến việc xây kênh thì nó đã là kết thúc ha. Rồi thì Tuấn biết rằng có rất nhiều anh chị rất là mong muốn làm sao để có thể xây dựng được một cái kênh TikTok để bán hàng hoặc là để phát triển cái nhân hiệu của mình trên trên mạng xã hội. Đó thì cũng không giấu gì anh chị, Tuấn với Thoa có một cái khóa học chuyên sâu hơn. Nếu như các anh chị nào cần có một khóa học để giúp cho anh chị chỉ rõ ra từng chi tiết một, từng cái quy trình một để giúp cho anh chị có thể làm ra những cái video hay, làm ra những cái video hấp dẫn và những cái quy trình để mà xây kênh chi tiết hơn. Đó thì Tuấn xin phép là khoảng 5 phút ha, Tuấn sẽ giới thiệu cho anh chị một cái chương trình học mà nó đã được diễn ra 46 khóa rồi, và khóa này là khóa 47 chưa tính những cái khóa học mà Tuấn dạy cho các doanh nghiệp khác. Thì ở đây Tuấn chúng ta sẽ có một cái chương trình khoảng chừng 4 ngày ha, 4 ngày trực tiếp qua Zoom giống như hôm bữa giờ anh chị học. Nhưng đương nhiên chương trình này là một cái chương trình mà sẽ đi chuyên sâu chi tiết cho anh chị về cách anh chị thì xây kênh lên xu hướng và làm ra những cái video trị view. Ok, rồi các chị cho Tuấn 2 giây ha. Tuấn ok, rồi đây là khóa học chuyên sâu online học trực tiếp qua Zoom giống như hôm bữa giờ anh chị học 2 ngày này. Rồi thì đây là khóa học để giúp cho anh chị tạo kênh TikTok lên đề xuất và tạo ra những cái video trị view anh chị ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ học gì trong cái khóa học này? Đó, thì khóa học này sẽ khai giảng vào ngày 19 tháng 7, chúng ta sẽ học 4 buổi. 19 tháng 7 tức là khoảng tuần sau đó anh chị, là chúng ta sẽ học khóa học này. Đó, và các chị sẽ được học 4 buổi Zoom trực tiếp cộng với một khóa học video trọn đời. Thì khóa video trọn đời, khóa này thì đó Tướng chia sẻ cho chị sau. Rồi vậy thì nội dung của khóa học này như thế nào anh chị ha? Rồi đây là khóa học mà các anh chị đầu tiên, các anh chị sẽ được Tuấn hướng dẫn cách để tìm ý tưởng và tạo nội dung triệu view liên tục. Thì một trong những cái lý do mà khiến cho chúng ta rất là ngại làm TikTok đó là chúng ta không biết phải làm nội dung như thế nào và kiếm những cái đề tài ra sao và làm cách nào để chúng ta có thể duy trì được cái việc mà chúng ta làm video và làm nội dung liên tục. Các anh chị thấy rằng có nhiều kênh, ví dụ như kênh Cô Bay Đít đi, 2 năm rồi nhưng mà tại sao lúc nào cũng có những cái video hay đúng không? Đó, thì tất cả đều có công thức anh chị ha, đều có công thức dành cho các anh chị mới bắt đầu, và khi mà chúng ta duy trì thì chúng ta sẽ biết cách làm sao để chúng ta luôn luôn có được những cái video hay. Đó, thì lúc nào cũng sẽ có phương pháp. Rồi, cái thứ hai, anh chị sẽ được hướng dẫn cách tạo video ấn tượng ngay trong 8 giờ đầu. Đó, thì này tôi nói chị đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi anh chị làm video TikTok hoặc là làm video ngắn, đó là làm sao anh chị gây ấn tượng được cho khán giả trong 3 đến 8 giờ đầu. Để chi ạ? Để cho họ có lý do họ xem tiếp và để cho anh chị ăn được một view đó, và để cho video mình dễ lên được xuất hơn. Đó, thì sẽ có rất nhiều những cái chiến lược giúp cho anh chị tạo được dấu ấn ngay trong vòng 8 giờ đầu anh chị ha. Có rất nhiều những cái chiến lược. Đó, thì anh chị sẽ được Tuấn và Thoa hệ thống hóa lại những cái chiến lược đó, những chiến lược mà hiệu quả và nó đang rất là phổ biến. Cho anh chị có thể biến video mình thành view hay, đặc biệt là trong 80 đồng chị ha. Rồi chương trình này cũng có những phần hướng dẫn anh chị diễn đạt và diễn xuất một cách tự nhiên trên video. Đó là một trong những cái điều mà anh chị sẽ rất là quan ngại, đó là chúng ta làm sao mà đứng trước video đó, mà tự nhiên mình bị đơ, bị nhạt hoặc là không nhớ lời gì hết. Thì sẽ có một số những cái phương pháp để giúp cho anh chị có thể đạt được cái điều này. Đó, đương nhiên là anh chị sẽ cần phải có thời gian luyện tập ha. Nhưng mà trước tiên là anh chị phải có phương pháp đã. Thì đây là sẽ có một số những cái cách để giúp cho anh chị vượt qua được cái nỗi sợ này. Rồi tiếp theo anh chị được hướng dẫn những cái cách mà tương tác để làm sao mà tăng tương tác, làm sao mà cái video mà cái kênh mình nó lên nhanh kịp đầu. Nó sẽ có những phương pháp nha, ví dụ như seeding nè,
rồi mồi như thế nào để khiến cho cái video mình nó có được thu hút được những lượt comment hoặc lượt cái lượt tương tác tốt cho kênh mình để mình phát triển nhanh hơn. Rồi các anh chị sẽ được hướng dẫn những cái tiêu chuẩn cộng đồng và những cái luật ngầm của TikTok. Tức là anh chị biết rằng một trong những cái điều rất quan trọng đó là chúng ta phải nắm được cái luật. Giống như khi anh chị mà học lái xe đó, luôn luôn sẽ có hai phần đúng không? Một phần thực hành và một phần lý thuyết. Và phần lý thuyết thì đa số là liên quan đến luật đúng không? Chúng ta phải biết cái biển báo như thế nào, biết đường này tránh ra sao, thì ở đây cũng vậy. TikTok nó có những cái luật mà đôi khi nó không có công bố trực tiếp, nó không có công bố chính thức, mà anh chị phải biết được để chi, để chúng ta tránh và chúng ta không mắc phải những cái lỗi để chúng ta bị flop video, hay là để chúng ta bị cái kênh bị khóa, hoặc là bị thậm chí luôn bị mất luôn kênh. Rồi tiếp theo anh chị sẽ được hướng dẫn cái cách mà dàn dựng những cái hậu cảnh. Đó, hậu cảnh là một cái rất là quan trọng để giúp cho video mình nó tăng cảm xúc lên và nó hấp dẫn hơn với người xem. Đó. Và các anh chị cũng được hướng dẫn luôn những cái công cụ cần thiết để giúp cho anh chị có thể tạo ra được những cái video hay, có âm thanh nghe đó, nghe tốt, chất lượng cao đó, có những cái hình ảnh ánh sáng mà nó định mắt đó, khiến cho video mình nó càng ngày nó càng hấp dẫn hơn đó. Thì những công cụ này không phải là những công cụ chuyên nghiệp anh chị ha, không phải gọi là xúi anh chị mua những cái dàn máy rồi cái dàn đèn gọi là mấy chục triệu mấy trăm triệu ha, đôi khi chỉ rất là rẻ tiền thôi, rất là ít tiền thôi đó, anh chị vẫn có thể làm ra những cái video triệu view bình thường, không cần nhất thiết là phải đầu tư quá nhiều, quan trọng là phải mua đúng công cụ đó, và mình phải biết cách set đèn như thế nào, biết cách set âm thanh như thế nào để cho nó hiệu quả. Rồi và cuối cùng anh chị sẽ được hướng dẫn cái quy trình xây kênh lên xu hướng trong vòng 7 ngày ưu ái đó, anh chị sẽ được hướng dẫn từng bước một luôn, ngày này đăng bao nhiêu video và đăng như thế nào đó, và phải có những cách nào đó để khiến cho video mình nó được luôn luôn là gì ạ, để dễ lên xu hướng, và cái kênh mình nó sẽ được đẩy view lên rất là nhanh trong vòng 7 ngày đầu đó, thì nó đều có một cái phương pháp rất là cụ thể cho các anh chị luôn. Rồi vậy thì có những cái giá trị nào tiếp theo cho cái phần này nữa chị? Thứ nhất là anh chị sẽ được giao bài tập hàng ngày đó, mỗi ngày học xong anh chị được giao bài tập và anh chị sẽ về thực hành đúng không, mỗi ngày anh chị sẽ có học xong, anh chị sẽ có vài ngày để anh chị thực hành ở nhà đó, và sau đó ngày hôm sau anh chị sẽ vào sẽ được sửa bài trực tiếp. Rồi tiếp theo là anh chị sẽ có những cái phần liên quan đến thực hành các kỹ năng thể hiện khi mà quay video. Rồi và thứ ba là trong quá trình làm anh chị sẽ được giải đáp những cái thắc mắc liên quan quá trình thực chiến anh chị xây kênh, anh chị làm video ha, thì chúng ta sẽ có luôn những phần gọi là giải đáp trực tiếp được anh chị. Và bởi vì đây là cái lớp học mà đương nhiên là cái số lượng học viên nó sẽ không có nhiều, cho nên là các anh chị sẽ có nhiều thời gian để Tuấn và Thoa sẽ trao đổi trò chuyện và sửa bài cho các anh chị ha. Và quà tặng cho khóa học này đó là anh chị sẽ được tặng một cái khóa học video quay dựng trên cấp cách anh chị ha. Rồi thì đây Tuấn sẽ demo cho anh chị, đây anh chị sẽ được học, anh chị sẽ được tặng một cái bộ đây, tức là khi anh chị đăng ký học này anh chị sẽ được tặng một cái bộ khóa học video quay dựng trên cấp kết do cô Thoa là người trực tiếp sẽ quay. Thì trước đây á, khóa học này là Tuấn dạy trong một cái buổi học Zoom, tức là học 5 ngày nhưng mà sau khi mà một thời gian thì Tuấn với Thoa thấy rằng á, học như vậy thì không hiệu quả lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chị học qua Zoom á, thì đôi khi đường truyền nó bị lag đó, thì có những thao tác anh chị không thấy hết được, và sau này anh chị xem lại video anh chị phải tua rất là dài trong 3-4 tiếng học đó, rất là khó ha. Cho nên Tuấn với Thoa đã quyết định là sẽ quay từng cái video một, ví dụ mỗi một cái kỹ thuật là một cái video, anh chị thấy trong đây là có khoảng 14-15 cái video gì đó, thì mỗi một video nó là một kỹ thuật nhỏ nhỏ. Và anh chị khi anh chị sở hữu khóa học này, anh chị hoàn toàn có thể ở nhà anh chị sẽ tự học từng cái kỹ thuật một, anh chị sẽ sao ạ, tự mình mà thực hành. Và nếu chỗ nào anh chị không hiểu thì buổi sau chúng ta vào lớp anh chị sẽ hỏi lại, được chưa? Từ những kỹ thuật đơn giản nhất, ví dụ như cắt ghép nè, lồng nhạc, chèn chữ, bắt đầu cho tới những kỹ thuật cao hơn, ví dụ tạo hiệu ứng nè, chuyển một cái video ngang thành video dọc đó, rồi những cái kỹ thuật như kỹ thuật phân thân, là biến hai người, tức là một người nhưng mà thành hai người trong cùng một khung hình, giống như kiểu phân thân của Tài Du Ký đó anh chị đó. Hoặc là tạo những cái khung điện thoại như trên đó, trên kênh Cô Ba, tức là anh chị tạo ra một cái khung điện thoại để anh chị hướng dẫn cho học viên một cái điều gì đó, hoặc là tắt ghép nền vào video đó. Thì tất cả những cái kỹ thuật này từ cơ bản đến nâng cao, tức là các anh chị sẽ được học và quay dựng trực tiếp đó bằng điện thoại qua cái khóa học này đó, anh chị sẽ được sở hữu trọn đời khóa học này luôn. Rồi ok, rồi thì cho Tuấn hỏi là với những cái giá trị mà nãy giờ Tuấn chia sẻ với các anh chị á, thì theo các anh chị ha, các anh chị sẽ sẵn sàng các anh chị sẽ sẵn sàng đầu tư bao nhiêu học phí cho khóa học này, anh chị có thể comment giùm Tuấn được không ạ?
Trước khi Tuấn công bố cái học phí cho khóa học này, anh chị hãy comment giùm Tuấn là cái mức anh chị hãy đầu tư với những điều đó giá trị cho khóa học này là bao nhiêu ạ? Anh chị hãy comment giùm Tuấn được không ạ? Bạn Hà Đắc Khánh 990k. Rồi, bạn Thảo Ly 8 triệu. Rồi, có ai đáng thêm giá khác không ạ? Rồi, có ai đáng thêm giá khác không ạ? Ok, rồi bây giờ cũng trễ rồi ha. Thì Tuấn không có mất nhiều cho anh chị nữa. Thì cái mức học phí cho khóa học này đó là 2.990.000. Đó, 2.990.000. Chúng ta sẽ học 4 buổi Zoom. Đó, cộng với một cái khóa học video trực tiếp. Khóa học video anh chị sâu rộng đời. Được chưa? Thì 2.990.000. Anh chị sẽ đăng ký trước ngày học một ngày, tức là trước 12 giờ ngày 18 tháng 7. Sau đó là ngày hôm sau chúng ta sẽ được học trực tiếp luôn. Ok, rồi nhưng khoan chị ha, anh chị khoan chuyển khoản nha. Đó, khoan chuyển khoản. Rồi nếu Tuấn có một cái ưu đãi hơn cho các anh chị so với cái học phí này, rồi bao nhiêu anh chị quan tâm, anh chị có thể gọi số điện thoại giùm Tuấn được không? Bao nhiêu anh chị quan tâm đến một cái mức mà Tuấn sẽ ưu đãi hơn cho các anh chị? Anh chị comment giùm Tuấn cái số điện thoại được không? Nếu mà trên 20 người thì Tuấn sẽ công bố lập tức cho các anh chị luôn. Bạn Nguyễn Thị Đương có được hỏi trực tiếp theo không? Có chứ ha, chắc chắn rồi. Rồi, đủ 20 số điện thoại nha. Rồi, nãy giờ mấy rồi. Ok, rồi các anh chị. Thôi, bây giờ Tuấn sẽ công bố cái mức ưu đãi dành riêng cho khóa học chúng ta. Nếu các anh chị đăng ký trong vòng 24 tiếng kể từ giờ phút này, tức là nếu anh chị chuyển khoản trước 23 giờ ngày mai, thì anh chị sẽ được ưu đãi. Đó là anh chị sẽ đóng một cái mức phí đó là 1.990.000 cho cái khóa học 4 buổi Zoom của chúng ta học như thế này. Đó. Và cũng tiết lộ cho anh chị luôn, khóa học này là khóa học đã tạo nên cô Ba Edith bây giờ. Tức là cô Ba Edith đã học khóa học này, chỉ học khóa học này thôi mà đã thành danh. Đó thì và đương nhiên có nhiều người khác nữa. Thì Tuấn rất là mong là các anh chị hãy tận dụng cái thời gian này, tức là chúng ta đồng hành 2 ngày rồi đúng không? Và anh chị đã được trao rất nhiều giá trị và anh chị cũng đã được thấy một cái cơ hội mới để chúng ta đồng hành với nhau, để Tuấn giúp cho anh chị có thể đạt được một cái mục tiêu chúng ta về TikTok và công việc của anh chị khi anh chị ứng dụng cái nền tảng này. Do đó là Tuấn rất là mong là chúng ta có thể đồng hành tiếp với nhau trong khóa học này 4 buổi Zoom, được chưa? Và chúng ta bắt đầu học vào tuần sau, ngày 19 tháng 7. Rồi, ok, bây giờ Tuấn sẽ để dành khoảng 10 phút để cho các anh chị nào mà có cảm thấy được rằng những giá trị Tuấn đã trao đi và cái khóa học này đúng nhu cầu của các anh chị, thì các anh chị có thể lấy điện thoại ra đó và chúng ta sẽ chuyển tiền trực tiếp cho Tuấn qua cái thông tin tài khoản trên đây, được chưa? Chuyển trực tiếp qua cái tài khoản trên cái điện thoại ha. Anh chị lấy điện thoại ra và chuyển trực tiếp. Rồi chúng ta sẽ có 10 phút, trong 10 phút đó Tuấn sẽ đồng thời Tuấn trả lời câu hỏi cho các anh chị, được chưa? Nếu các anh chị trong đêm nay chưa chuyển khoản kịp thì chúng ta sẽ còn khoảng 24 tiếng nữa, tức là hết 13 giờ 23 giờ ngày mai. Đó, thì cái ưu đãi này sẽ kết thúc và anh chị nào muốn đăng ký thì chúng ta sẽ đóng lại cái mức phí như cũ là 2.990.000, được chưa? Ok, rồi chúng ta có 10 phút ha. Rồi bây giờ các chị nào có câu hỏi gì chúng ta sẽ đặt cho Tuấn nha. Sẽ comment để Tuấn trả lời câu hỏi tiếp cho các chị. Học viên cũ ưu đãi không thầy? Có nha, học viên cũ thì được đóng một nửa giá nha, bạn Hoàng Thanh. Học viên cũ được update những khóa sâu không? Tức là sau khi học xong thì khoảng 2 đến 3 tháng thì tôi mới ra trường là sẽ có một cái buổi Zoom để mà chia sẻ cho anh chị cập nhật thêm một số những cái kiến thức mới nha. Rồi. Rồi, học viên cũ có được cho em hỏi tài khoản doanh nghiệp thì lấy được âm thanh thương mại để xài trong TikTok thôi ạ. Nếu xài ngoài thì tài khoản doanh nghiệp thì các anh chị sẽ vào trong cái phần thư viện đó, nó sẽ cho chị thấy những cái tài khoản, những bài nhạc mà được dùng, hoặc là những cái YouTube á, chị kiếm cái nhạc mà không bản quyền á, chị bỏ luôn. Học xong còn được hỗ trợ thầy, các anh chị sẽ được hỗ trợ liên tục ha, tức là trong vòng một tháng đầu là hỗ trợ nhanh chóng và sau một tháng thì đương nhiên là các anh chị sẽ nhắn tin và sẽ trả lời trọng hàng cho anh chị. Rồi mình muốn tạo cái tiktok shop vừa bán mật ong vừa yến xào được không? Mật ong và yến xào thì hai cái đó là nó liên quan đến dinh dưỡng thì tôi nghĩ vẫn ok ha, vẫn tốt, không sao hết nha bạn Đình Phong. Đúng rồi, thầy cho em hỏi
Thầy cho em hỏi là em đang nuôi con nhỏ rất muốn học đơn hàng nhưng hiện không có. Thầy có giảm cho em 1 triệu được không? Rồi các anh chị nào mà có những cái nỗi niềm gì về về việc học phí thì liên hệ trực tiếp với bạn trợ lý Tiêu Tuấn ha. Bạn Mai Anh hoặc là bạn Nga nha. Bình Thư và học viên cũ được giảm phân nửa, đúng rồi, đúng rồi, học viên cũ đã học lớp 9 rồi thì đăng ký lớp mới sẽ được giảm phân nửa nha. Em chưa bước gì về TikTok, liệu học xong khóa này có làm được không? À, thì bạn thân em trước đó thì cũng là các người chuyên biết làm TikTok đó mọi người. Và có rất nhiều học viên của Tuấn thì đa số là các anh chị đều chuyên biết học TikTok, chỉ có làm TikTok thì vào khóa này ha. Tại vì đây là khóa học dành cho tất cả mọi người. Bữa giờ em đi đăng ký học offline mà giờ thầy đổi học trong Zoom. À, vậy thì liên hệ cho các bạn trợ lý của Tuấn nha. Thầy ơi, em có gửi hình nhờ hướng dẫn cài đặt lên TikTok, nhờ trợ lý các bạn giúp nhé. Ok bạn Thảo, bạn trực tiếp liên hệ với bạn Mai Anh Nhậm Tuấn nha. Chuyển trước 500k. Ok, một là bạn chuyển trước 500k ha. Còn Mai thì vẫn còn hạn á, thì có thể Mai bạn chuyển hết cũng được ha, bạn Minh Nguyên Vũ. À, có coaching khẳng định ra đơn không thầy? Cái phần coaching thì chắc anh chị sẽ trực tiếp liên hệ với các bạn trợ lý của Tuấn ha, bạn Mai Anh á. Để mình trao đổi kỹ hơn về cái phần coaching. Tài khoản doanh nghiệp có chuyển nhận không? Tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá nhân đều có thể chuyển qua chuyển lại được bình thường hết, không sao. Đợi học xong khóa mới đăng video hay sao? À, nếu mà bạn nãy giờ đã tài khoản TikTok rồi ha, thì có thể là chờ xong khóa mới thì mình đăng video cũng được.